Tô Vũ mỉm cười, dĩ nhiên là con rồi. Thời Vũ nín khóc, khuôn mặt mũm mĩm nở nụ cười, con nói mà, mẹ là yêu thương. Cậu ta chưa nói hết câu, thì một giây sau đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình của Tô Vũ, dù là con trai mẹ yêu nhất đi nữa, nhưng làm sai vẫn phải bị đánh mông. Thời Vũ không cười nữa. Thời Vi cười, tiện tay lại vỗ một cái vào đầu cậu ta, nhỏ này, con muốn tố cáo cha con lên mẹ, đúng là tự tìm đòn. Thời Vũ chu môi, lại muốn khóc, đôi tai sói giấu kín bỗng nhiên duỗi ra, rũ xuống hai bên, trông vô cùng chán nản. Tô Vũ thở dài, vẫy tay gọi cậu ta lại. Thời Vũ cúi đầu lết đến bên Tô Vũ, rồi ngồi phịch xuống cạnh chân cô. Cái mông sưng đỏ chạm phải mặt đất cứng, đau đến nỗi cậu ta vội vàng đứng dậy, ôm mông, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Vũ. Giờ cậu ta vẫn còn là đứa trẻ con, hai bàn tay nhỏ ôm lấy mông trông thật buồn cười, Tô Vũ suýt chút nữa không giữ được vẻ nghiêm nghị của một người mẹ. Cô cố gắng nén xuống khóe môi muốn nhếch lên, kéo Thời Vũ lại, bế cậu lên đùi, để cậu nằm ngang. Sau khi cậu nằm yên, Tô Vũ kéo vạt váy da thú nhỏ lên nhìn thoáng qua, cái mông trắng trẻo đã sưng lên một vòng, khóe môi cô giật giật, không nhịn được liếc Thời Vi một cái. Con sói này, xuống tay thật nặng. Thời Vi sờ sờ mũi, lặng lẽ quay mặt đi. Anh cũng không ngờ cái mông của đứa nhỏ này lại mềm mại như vậy. Không đúng. Anh ta đột ngột quay đầu nhìn Thời Vũ, đứa nhỏ này không phải đã thức tỉnh dị năng rồi sao? Là dị năng hệ mộc có năng lượng chữa trị mạnh nhất cơ mà. Sao lại không dùng dị năng để giảm sưng mông của mình? Mặt Thời Vi lập tức đen lại. Đứa con bất hiếu này cố ý đúng không? Thời Vũ đang cố gắng kìm nén khóe môi muốn nhếch lên, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tô Vũ, ngửi mùi hương ấm áp trên người mẹ, híp mắt vô cùng thỏa mãn. Ôi, lòng mẹ thật mềm mại và ấm áp. Thấy Thời Vi mặt đen, Tô Vũ lại không nhịn được trừng mắt nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu, giọng nói chậm rãi, rất dịu dàng, có phải con cảm thấy cha và mẹ làm hơi quá đáng không? Thời Vũ giơ bàn tay nhỏ xíu ra chỉ một khe hở nhỏ, có một chút xíu thôi ạ, mẹ, con đã biết lỗi rồi, cũng đã bị đánh rồi, đã phải trả giá cho sự hấp tấp của mình. Cái mông sưng cả đêm. Mẹ đừng giận nữa, tha thứ cho con nhé. Nhưng con có nghĩ đến không, nếu như cha kỳ bạch của con phản ứng chậm hơn một chút, nếu con thú hoang ẩn nấp trong bụi hoa mê tình mạnh hơn một chút, nếu họ không kịp cứu con, thì bây giờ con sẽ không có cơ hội xin lỗi mẹ, cũng không có cơ hội nghe mẹ và cha nói chuyện với con. Thời Vũ, mẹ biết con có năng khiếu rất cao, chưa đầy một tuổi đã thức tỉnh dị năng, trong số các đứa nhỏ. Các con rất mạnh, nhưng ở nơi hoang dã đầy nguy hiểm, con chỉ là một miếng mồi ngon trong miệng thú hoang và dã thú thôi. Tô Vũ nói, mẹ không phản đối các con đi rèn luyện ngoài trời, nhưng mẹ hy vọng con có thể thận trọng hơn một chút, đừng hấp tấp như vậy. Cô nói, bàn tay trắng trẻo ấm áp nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Vũ, mắt hơi đỏ, mang theo vài phần sợ hãi hỏi cậu, con biết không, từ hôm qua đến giờ, mẹ luôn sợ hãi. Mẹ cứ nghĩ, nếu hôm qua cha kỳ bạch của con không kịp cứu con, thì mẹ phải làm sao? Mẹ cứ nghĩ, có phải vì mẹ không có năng lực, nên con trai mẹ mới nhỏ như vậy mà đã muốn đi săn để nuôi mẹ? Thời Vũ thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Vũ thì lập tức hoảng sợ, vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt. Trái tim nhỏ bé tràn ngập hối hận và áy náy. Con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi, con thật sự biết lỗi rồi. Con sẽ không bao giờ hấp tấp như vậy nữa, con sẽ thận trọng hơn. Mẹ đừng khóc, đừng nghĩ như vậy, được không? Con rất vui vì được đi săn để nuôi mẹ. Tô Vũ nước mắt lưng tròng nhìn cậu, thật không? Con sẽ không hấp tấp nữa, sau này đi ra ngoài sẽ nghe lời các cha, sẽ thận trọng hơn đúng không? Thời Vũ gật đầu mạnh mẽ, thật sự thật sự thật sự. Sau này nếu con không nghe lời, thì để các cha. Thời Vũ nói, ngẩng đầu nhìn quanh phòng, chỉ vào Chance đang đeo dây xích ở cổ, đang chăm chỉ chặt thịt, giống như anh ta ấy. Dùng dây thừng trói con lại, Chance, anh ta giật giật khóe môi, không nhịn được liếc Thời Vũ một cái, tay chặt thịt mạnh hơn một chút. Trong cả đàn thú nhân này, cả con đực lẫn con non đều đáng ghét như nhau. Thời Vũ cẩn thận lau nước mắt cho Tô Vũ, giọng nói ngây thơ, mẹ đừng khóc nữa, được không? Tô Vũ lập tức đổi sắc mặt, khóe môi nở nụ cười, tay mạnh mẽ xoa nắn tóc cậu. Được rồi, cứ quyết định như vậy, không nghe lời thì để các cha trói con lại. Thời Vũ bị cô xoa đến choáng váng. Sao lại cảm thấy có gì đó không đúng? Tô Vũ không cho Thời Vũ cơ hội phản ứng, lại ném cho cậu bom tấn. Mẹ biết mà, Thời Vũ bảo bối của mẹ rất ngoan, làm sai rồi sẽ sửa. Ôi, mẹ yêu con lắm. Thời Vũ bị bom tấn làm choáng váng, cả người lâng lâng, không nhịn được nở một nụ cười ngốc nghếch. Mẹ gọi con là bảo bối. Con nói rất yêu con nữa. Thời Vũ vui vẻ lao vào lòng cô, con cũng yêu mẹ nhất 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 nhất. Thời Vi mặt đen, bế cậu ta ra khỏi lòng Tô Vũ ném sang một bên, không vui nói, được rồi, con không biết bây giờ con nặng bao nhiêu à. Đừng làm mẹ con mệt,
tự đi tìm cha Thăng Khanh trị mông đi. Thời Vũ xoay một vòng trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đất, làm mặt quỷ với Thời Vi, hừ một tiếng, ghét nhất cha rồi. Nói xong, cậu ta không cho Thời Vi cơ hội phản ứng, liền chạy biến mất. Thời Vi, đứa con bất hiếu. Tô Vũ cười nhìn cảnh tượng hai cha con ầm ĩ, thấy Thời Vũ đã chạy đi rồi, mới đi đến phòng trà nhỏ, nhìn vào cái giỏ đựng những con rắn nhỏ. Hôm nay cái giỏ nhỏ lại có vẻ khác, xung quanh giỏ nở ra những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khiết, nhụy hoa màu vàng nhạt, trông thật tươi mát và xinh đẹp. Tô Vũ ngạc nhiên, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bông hoa nhỏ màu trắng, bông hoa như thể e thẹn, cánh hoa nhẹ nhàng rung động. Tiểu Lục, đây là hoa con nở hả? Tiểu Lục tự hào rung mình, đúng rồi, đẹp không? Tô Vũ khen ngợi, đẹp, vất vả cho Tiểu Lục nhà mình rồi. Tiểu Lục được khen ngợi nên càng rung mạnh hơn, nhưng hai cái giỏ nhỏ vẫn rất chắc chắn. Tô Vũ nhẹ nhàng tách những cánh hoa ra, nhìn vào trong, hai con rắn nhỏ cuộn tròn thân mình, nhắm mắt ngủ ngon lành. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu chúng, dường như ngửi thấy mùi của mẹ, chúng mở mắt ra, ngẩng đầu lên dựa vào đầu ngón tay cô, rồi lại ngủ tiếp. Những con rắn nhỏ mới nở cũng giống như những con sói con mới sinh, mỗi ngày chỉ ăn, uống, ngủ, thải phân, thời gian tỉnh táo không nhiều. Nhưng chúng vẫn quen ngủ trên người cô hoặc Thăng Khanh, sau khi ngủ xong mới chuyển chúng vào giỏ nhỏ. Tô Vũ nhìn những cái đầu nhỏ xíu, hơi tròn trịa, đáng yêu của chúng, lòng cô mềm nhũn ra. Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu những con rắn nhỏ, cũng đến lúc đặt tên cho chúng rồi, đặt tên gì đây? Chưa đợi Tô Vũ nghĩ ra tên, Carson đi săn về đã vội vã chạy trở lại. Câu nói đầu tiên là, Tô Vũ, ta phải về Bắc Thú Thành. Mùa mưa sắp kết thúc, yêu thú sẽ phản công lần cuối, các thú thành lớn sẽ đón nhận một đợt yêu thú, hắn phải về Bắc Thú Thành giúp đỡ chống lại yêu thú. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ, dịu dàng mỉm cười nói, vậy chúc ngươi một đường thuận lợi, sau này có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại, chỉ là một lời an ủi. Trong thời đại này, đi đường chỉ có thể đi bộ, liên lạc chỉ có thể gào to, một khi rời đi, rất có thể là vĩnh biệt. Carson mấp máy môi, hơi thất vọng nhìn cô. Ngươi, không có lời nào khác muốn nói với ta sao? Tô Vũ chớp mắt, suy nghĩ vài giây, mở miệng nói. Vậy thì, chúc ngươi sớm tìm được bạn đời ưng ý. Carson nghẹn thở. Hắn thở dài, cúi đầu nhìn cô. Chúng ta ở bên nhau nhiều ngày như vậy, ngươi thật sự, đối với ta không có một chút cảm giác nào sao? Tô Vũ thái độ vẫn kiên định như lần đầu tiên gặp mặt. Không có. Cô dừng một chút, giọng điệu dịu đi nói. Ngươi rất tốt. Chỉ là ta không thích sư tử. Nếu cô thích sư tử, khi ở bộ lạc Liao Thủy, đã sớm chấp nhận con sư tử suốt ngày gây gổ với Thời Vi rồi. Cho dù Carson đã chuẩn bị tâm lý, nghe cô nói vậy, vẫn cảm thấy đau lòng. Hắn thở dài, cười khổ, ngươi thật tàn nhẫn. Vậy ta đi trước, sau này có cơ hội, ta sẽ lại tìm ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi thích ta. Carson cố gắng lấy lại tinh thần, nói với Tô Vũ câu này, không cho cô cơ hội làm tổn thương mình nữa, quay người biến thành một con sư tử vàng lớn chạy đi. Thăng Khanh vừa từ bên ngoài về suýt nữa bị hắn đâm phải. Thăng Khanh rũ bỏ những giọt nước đọng trên người, nghi hoặc hỏi, hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Về Bắc Thú Thành, Tô Vũ nói. Cô vẫy tay gọi Thăng Khanh lại, cầm lấy miếng da thú lau tay trên sofa, chậm rãi lau tóc và những giọt nước trên người anh ta. Hỏi, con rắn màu xanh tên là Mặc Hoài, con rắn màu xanh nhạt tên là Thái Sơ, thế nào? Sao không để chúng theo họ của con? Thăng Khanh nhẹ nhàng nắm tay cô, lấy miếng da thú từ tay cô, tùy tiện lau qua cho mình, hỏi cô. Tô Vũ bực bội véo mặt anh ta, ba họ của chúng ta, hai con rắn nhỏ cũng không đủ chia, thôi thì không cần họ. Đợi chúng lớn lên, muốn họ gì thì họ đó. Thăng Khanh mỉm cười nắm tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ, được, nghe lời con. Ngọc Kinh cũng không chịu thua kém, mạnh mẽ áp chế ý thức của Thăng Khanh, điều khiển thân thể, hôn Tô Vũ một cái thật sâu, nghiêm túc nói, ta cũng nghe lời Vũ Vũ. Nụ cười của Tô Vũ càng thêm rạng rỡ và dịu dàng. Vậy thì quyết định như vậy. Cô vui vẻ nhẹ nhàng chạm vào những con rắn nhỏ trong giỏ, gọi con rắn nhỏ màu xanh, Mặc Hoài. Mặc Hoài thè ra cái lưỡi nhỏ xíu, dường như đang đáp lại cô, Thái Sơ, con rắn nhỏ màu xanh nhạt lười biếng ngẩng đầu lên, đáp lại một cách miễn cưỡng trên đầu ngón tay Tô Vũ, cái đuôi rắn lại càng tiến lên, muốn trèo lên tay Tô Vũ ngủ. Tô Vũ đầy vẻ cương chiều để nó leo lên, cái đuôi rắn quấn quanh ngón trỏ của cô, thân thể cuộn tròn lại thành một vòng nhỏ xíu, ngủ ngon lành trong lòng bàn tay cô. Buổi tối, Tô Vũ trịnh trọng nói tên hai con rắn nhỏ với các thú nhân và trẻ con trong nhà, bảo họ nhớ tên của chúng. Từ đó, Tô Dận và Thời Vũ cứ thế chạy đến hai cái giỏ nhỏ, gọi Mặc Hoài, Thái Sơ, gọi đến nỗi hai con rắn nhỏ thấy họ là quay người bò lên người Tô Vũ, bám chặt không rời. Dù sao hai người anh trai này cũng quá phiền phức. Hai anh trai bị rắn nhỏ ghét bỏ chỉ có thể tiếc nuối đi săn yêu thú.
Sự ra đi của Carson cũng không mang đến nhiều sóng gió cho gia đình Tô Vũ, cuộc sống vẫn cứ trôi qua bình lặng từng ngày, mùa mưa khó khăn cũng kết thúc sau 10 ngày. Sau khi trải qua một đợt tấn công dữ dội của bầy yêu thú, mùa mưa cuối cùng cũng kết thúc. Những con yêu thú làm tổ bên ngoài thú thành cuối cùng cũng rời đi, Nam Đại Hoang chào đón mùa thu hoạch kéo dài một tháng. Sau mùa thu hoạch là mùa đông lạnh giá. Có đủ nước mưa, những điểm thu hoạch bình thường của Nam Thú Thành mọc đầy các loại rau dại và quả dại mập mạp. Mỗi ngày thú nhân trong nhà đi săn đều mang về 1 đến 2 giỏ quả dại và rau dại. Họ biết Tô Vũ mỗi ngày đều phải ăn rau, nếu không cơ thể sẽ khó chịu. Mùa đông không có rau dại và quả dại, chỉ có thể tích trữ nhiều hơn một chút. Ngoài rau dại và quả dại, thú nhân cũng tích trữ thịt điên cuồng, mỗi ngày mang về rất nhiều chiến lợi phẩm. Con dao chặt thịt của Chance đã bị hỏng hai lưỡi. Còn trong nhẫn chữ vật của Tô Vũ, những loại trái cây cô trồng cũng đã chín. Khi cô kiểm tra, không khỏi thốt lên, đồ của hệ thống quả nhiên tốt. Loại trái cây cần 1 năm hoặc thậm chí 2 năm mới thu hoạch, trong không gian trồng trọt của nhẫn chữ vật, chỉ cần 10 ngày là có thể thu hoạch. Năng suất cũng rất khả quan, hầu như trên mỗi cành cây đều treo nhiều chùm quả chín. Tô Vũ theo hướng dẫn của hệ thống, cẩn thận điều khiển người nhỏ trong tinh thần lực của mình hái những quả chín, cho vào giỏ đã chuẩn bị sẵn. Cô trồng nhiều loại trái cây, đủ loại cộng lại, phải hái đến 50 giỏ mới xong. Năng suất khủng khiếp này khiến Tô Vũ rất hài lòng. Trong một thời gian dài sau này, cô sẽ không thiếu trái cây để ăn. Hái xong trái cây, Tô Vũ lại trồng nửa mẫu lúa và nửa mẫu lúa mì. Mẫu đất còn lại dùng để trồng các loại rau, còn trồng thêm một ít khoai lang. Làm xong mọi việc, Tô Vũ mới rút tinh thần lực của mình ra khỏi nhẫn chữ vật. Vừa rút ra, Tô Vũ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người rất buồn ngủ, thân thể ngồi trên sofa không thể kiểm soát được mà trượt xuống. Đang ngồi bên cạnh cô, vừa canh chừng cô vừa may quần áo ra thú, Túc Vũ nhận thấy sự bất thường của cô, vội vàng đỡ lấy thân thể cô, vội vàng hỏi, Vũ Vũ, con sao vậy? Sao mặt lại trắng bệch thế này? Không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ, con ngủ một lát. Tô Vũ mềm mại dựa vào anh ta, khẽ thì thầm, chưa nói hết câu đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Túc Vũ vẫn cau mày, không yên tâm, anh ta đặt bộ váy da thú trên tay xuống sofa, bế Tô Vũ lên, vận chuyển dị năng hệ phong lao ra ngoài, đưa cô đi tìm thầy thuốc. Vừa mới tiễn một con cái đi, thầy thuốc bộ lạc Dực Hổ ngẩng đầu lên, liền thấy Túc Vũ bế Tô Vũ chạy tới vội vã. Trong lòng trùng xuống, không nói lời nào, bước lên sử dụng dị năng chữa trị cho Tô Vũ. Cảm nhận được thông tin phản hồi của năng lực chữa trị, thầy thuốc. Túc Vũ lo lắng nhìn thầy thuốc, giọng nói hạ thấp, Vũ Vũ thế nào rồi, cô ấy không sao chứ. Thầy thuốc há miệng định mắng, nhưng nhìn thấy Tô Vũ ngủ say, bà ta đổi mắng thành đánh, vỗ hai cái lên đầu Túc Vũ, giọng nói hạ thấp, con có phải là không có việc gì làm hay không? Cứ thế này chạy đến đây chọc tức ta à? Cô ấy ngủ ngon lành như vậy, con bế cô ấy đến đây làm gì? Túc Vũ vẫn cau mày không thả lòng, thật sự chỉ là ngủ thôi sao? Bà xem lại đi. Tốc độ ngủ nhanh như vậy, lại đột ngột như vậy, không kiểm tra lại hai lần thì anh ta không yên tâm. Thầy thuốc bộ lạc Dực Hổ có thể nói gì? Để cho Túc Vũ yên tâm, bà ta chỉ có thể kiểm tra Tô Vũ thêm hai lần nữa. Kết quả vẫn là cô ấy ngủ, hơn nữa ngủ rất say. Nhưng mà, thầy thuốc bộ lạc Dực Hổ nhìn Túc Vũ, mở miệng nói, tối qua con quấy rầy cô ấy quá muộn rồi đúng không? Sao lại khiến cô ấy mệt mỏi như vậy? Đứa nhỏ đáng ghét, con cái là để yêu thương, con thường ngày phải nhẹ nhàng một chút, đừng quấy rầy quá mức, nếu làm cô ấy nổi giận, đuổi con ra khỏi nhà, xem con làm sao đây. Túc Vũ nhớ lại số lần đêm qua anh ta ôm ấp Tô Vũ, miễn cưỡng tin rằng cô ấy ngủ vì mệt, lập tức ậm ở đáp lại một tiếng, đưa cho thầy thuốc bộ lạc Dực Hổ một viên linh ngọc cấp 2 làm thù lao. Cẩn thận bế Tô Vũ định rời đi. Đợi đã, thầy thuốc bộ lạc Dực Hổ gọi anh ta lại, hạ giọng hỏi, rắn con nhà các con đều đã nở rồi, sao giờ con vẫn chưa để Tô Vũ mang thai hổ con? Tô Vũ có khả năng sinh sản chín sao, cô ấy rất dễ thụ thai, con đã cố gắng nhiều ngày như vậy, vẫn chưa khiến cô ấy mang thai hổ con, có phải con không được không? Thầy thuốc bộ lạc Dực Hổ nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, quay người định về phòng pha thuốc, con đợi đã, ta đi pha cho con chút thuốc. Túc Vũ chưa kịp nói gì, anh ta giật giật khóe môi, không chút do dự bế Tô Vũ xoay người bước nhanh rời đi. Ai nói anh ta không được? Anh ta rất được. Tô Vũ ngủ một giấc đến chiều tối, khi tỉnh dậy, nhìn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ bên cửa sổ, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Cô, ngủ hết cả một ngày rồi sao? Cô ôm lấy tấm da thú ngồi dậy trên ổ cỏ, nghĩ đến những biểu hiện bất thường sau khi rời khỏi nhẫn chữ vật, chắc là như hệ thống đã nói, là tác dụng phụ của việc tiêu hao tinh thần lực quá mức. Tô Vũ khẽ thở dài, xem ra sau này không thể sử dụng nhiều tinh thần lực như vậy nữa, cô không sao, nhưng sẽ làm cho các thú nhân sợ chết khiếp. Túc Vũ lên xem tình hình của Tô Vũ, thấy cô cuối cùng cũng tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
vội vàng đi đến, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới. Vũ Vũ, con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tô Vũ lắc đầu, an ủi anh ta, con không sao, có lẽ tối qua ngủ không ngon, hơi buồn ngủ, nên mới ngủ lâu như vậy. Túc Vũ ngồi trên ổ cỏ, nhẹ nhàng ôm cô, trên mặt lộ vẻ tự trách, là ta không tốt, thân thể con rõ ràng không khỏe, ta còn quấy rầy con lâu như vậy. Tô Vũ mặt đỏ ửng, lộ ra vẻ e lệ, vội vàng che miệng anh ta lại, trách mắng, được rồi, ta tha thứ cho con đừng nói nữa. Túc Vũ nhìn thấy cô mặt đỏ ửng, vẻ đáng yêu e lệ, trong lòng mềm nhũn, ngoan ngoãn gật đầu. Anh ta đưa tay giúp cô vuốt lại mái tóc hơi rối, thân mật với Tô Vũ một lúc, mới dẫn cô đi rửa mặt, xuống lầu ăn cơm. Các thú nhân đi săn vẫn chưa về, đám trẻ con lại về trước, đang ríu rít quanh hai cái giỏ nhỏ ở phòng trà nhỏ. Mặc Hoài và Thái Sơ bị làm phiền không chịu nổi, vừa thấy Tô Vũ xuống lầu, lập tức chui ra khỏi khe hở giữa đám trẻ con đang vây quanh, vụt biến thành hai bóng đen, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tô Vũ. Nửa thân trên hơi ngẩng lên, đôi mắt màu xanh dương và xanh nhạt đáng yêu, thần tiên, đang nhìn cô chằm chằm. Tô Vũ không nhịn được cười, khom lưng xuống, đưa tay ra, hai con rắn nhỏ lập tức quấn quanh đầu ngón tay Tô Vũ, bò lên tay cô. Rồi cùng nhau quấn quanh cổ tay cô, Thái Sơ còn cố ý kéo tay áo Tô Vũ xuống, dùng tay áo che chúng lại, không để cho những con sói con và hổ con phát hiện. Tô Vũ nhìn động tác của Thái Sơ, thấy rất buồn cười, nhưng cũng chiều theo nó. Tô Dận phát hiện hai người em trong giỏ không thấy đâu, kinh hô, Thái Sơ và Mặc Hoài không thấy đâu rồi. Sao thế? Mau tìm đi, đừng để chuột ăn mất, Thời Vũ hô hào. Tô Đình mặt nghiêm túc, nhìn quanh, khi nhìn thấy Tô Vũ thì trong lòng yên tâm, quay người bước những bước ngắn đến bên cô. Mẹ, Thái Sơ và Mặc Hoài có phải đi tìm mẹ không? Tô Vũ mỉm cười gật đầu, vuốt ve đầu cậu ta, nói, hai đứa nhỏ mới nở, cần môi trường yên tĩnh để ngủ, các con đừng quấy rầy chúng quá đáng. Tô Đình ngoan ngoãn gật đầu, vâng, con sẽ bảo các em im lặng hơn. Cảnh Khang đầu to thân nhỏ chạy đến chân Tô Vũ, ngẩng đầu lên cọ cọ chân cô. Tô Vũ thấy thương, bế Cảnh Khang lên, kiểm tra thân thể nhỏ bé mũm mĩm của cậu ta, xác nhận cậu ta ra ngoài chơi không bị thương, mới mạnh mẽ vuốt ve đầu cậu ta một phen, rồi đặt xuống đất. Những con hổ con cũng đến gần, lần lượt được Tô Vũ vuốt ve, mới hài lòng đi chơi. Túc Vũ kéo ghế bên cạnh bàn ăn, bảo Tô Vũ ngồi xuống, anh ta đi vào bếp lấy thức ăn đã hâm nóng ra. Tô Vũ ngồi xuống, cẩn thận kéo tay áo lên, nhìn hai con rắn nhỏ đang quấn quanh cổ tay. 10 ngày trôi qua, hai con rắn nhỏ vẫn không thay đổi nhiều. Vẫn đáng yêu như cũ, nhưng mà, Tô Vũ chớp mắt, do dự nhìn Túc Vũ đang múc cơm, mở miệng nói, Túc Vũ, con có cảm thấy, động tác của hai con rắn nhỏ lúc nãy, hơi nhanh không? Lúc nãy cô đứng ở cửa cầu thang, còn cách phòng trà một đoạn, rắn nhỏ rất nhỏ, về lý thuyết không thể di chuyển nhanh như vậy. Nhưng lúc nãy chúng như tia chớp, cô chỉ chớp mắt một cái, hai con rắn nhỏ đã xuất hiện trước mặt cô. Đừng nói cô không kịp phản ứng, đám trẻ con đang vây quanh rắn nhỏ cũng không kịp phản ứng. Túc Vũ sững sờ, đặt cơm lên trước mặt cô, hồi tưởng lại, đồng ý, thật sự rất nhanh. Tô Vũ và Túc Vũ nhìn nhau, sau đó cùng cúi đầu, nhìn hai con rắn nhỏ đã ngủ say trên cổ tay cô. Tô Vũ thì thầm, không thể nào chứ, không lẽ đã thức tỉnh dị năng hệ tốc độ. Hai con rắn nhỏ mới nở 10 ngày. Sói con từ khi sinh ra đến khi thức tỉnh dị năng, phải mất vài tháng. Chẳng lẽ hai con rắn nhỏ này có năng khiếu còn hơn cả sói con? Nhưng mà nghĩ đến việc cô mang thai, mỗi ngày 2 viên linh ngọc, liền hiểu ra. Cô ăn nhiều linh ngọc như vậy, rắn con có năng khiếu mạnh hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Túc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không chắc, vài ngày nữa quan sát thêm xem sao. Tô Vũ ừ một tiếng, vuốt ve đầu rắn nhỏ, không quấy rầy chúng ngủ nữa, tiếp tục ăn cơm. Cô ăn xong, các thú nhân đi săn cũng trở về, cùng họ trở về còn có Chen trông mệt mỏi, giống như bị hút hết sức lực. Anh ta còn xách theo 2 giỏ thịt đã cắt sẵn, xếp ngay ngắn. Tô Vũ nhìn thấy, không nhịn được khen, làm tốt lắm, trời sinh là người biết làm việc. Chen giật giật khóe môi, lời khen này không cần cũng được. Anh ta trong lòng lại hối hận, sớm biết con cái này và thú nhân của cô ta điên cuồng như vậy, anh ta đã không trêu chọc cô ta. Giờ anh ta vô cùng nhớ nhung thời gian làm thú lang thang. Dù làm thú lang thang nguy hiểm, nhưng ít nhất là tự do. Cũng không cần phải chặt thịt. Tên anh ta là Chen, nhưng chữ chặt của anh ta không phải là chặt thịt. Không được, Chen miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đáy mắt lóe lên một tia ánh sáng mờ ám, không thể cứ tiếp tục như vậy. Anh ta phải nghĩ cách để cô ấy sớm đi đến thành phố người cá Nam Hải, nếu không, anh ta sẽ bị làm việc đến chết mất. Chen đang vắt óc để gây chuyện. Các thú nhân thì đem những thứ đẹp đẽ tìm được bên ngoài hoặc những loài hoa cỏ xinh xắn đáng yêu tặng cho Tô Vũ.
Đặc biệt là sau khi họ thấy Hoài Sứ dùng những viên ngọc trai nhỏ do mình khóc ra làm một chiếc vòng tay bằng ngọc trai đeo lên tay Tô Vũ, những món quà tặng càng thêm đa dạng. Có người tặng cỏ đèn lồng, có người tặng những viên kim cương đủ màu sắc không biết đào ở đâu ra, có người tặng hoa phát sáng. Thời Vi còn hào phóng hơn, trực tiếp tặng Tô Vũ một cặp ngà voi. Tô Vũ? Tô Vũ có thể nói gì chứ? Chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhận hết tình yêu thương của các thú nhân, rồi cẩn thận cất vào nhẫn chữ vật. Tặng quà xong, mỗi thú nhân đều được hôn một cái, liền vui vẻ bắt tay vào công việc. Kỳ Bạch và Lam Ký hai người mới gia nhập càng làm việc hăng say, thỉnh thoảng còn chạy đến chỗ Thời Vi để học lén nghệ thuật nấu ăn. Không có cách nào, hiện tại trong cả nhà chỉ có Thời Vi nấu ăn ngon nhất, hợp khẩu vị của Tô Vũ nhất. Tô Vũ tìm thấy Thăng Khanh đang bận rộn, kể lại tình hình của hai con rắn nhỏ hôm nay cho anh ta nghe, rồi cau mày nói, rắn con thức tỉnh dị năng nhanh như vậy, liệu có hại cho sức khỏe không? Thăng Khanh tiện tay đưa cho cô một quả trái cây đã rửa sạch, nói, yên tâm đi, không sao đâu, ngược lại còn khiến thân thể chúng mạnh mẽ hơn. Gần đây ta cũng quan sát thêm, xem hai đứa nhỏ này đã thức tỉnh dị năng gì. Tô Vũ ừ một tiếng, cắn một miếng trái cây, một vị chua khó tả tràn ngập trong khoang miệng, chua đến nỗi cô suýt nữa mất kiểm soát biểu cảm. Tô Vũ im lặng một lúc, đưa quả trái cây đã cắn một miếng cho Thăng Khanh. Thăng Khanh đã quen ăn đồ thừa của cô nên không hề phòng bị, một ngụm nuốt luôn quả trái cây. Rồi cũng bị vị chua đến nỗi nhăn mặt lại. Tô Vũ nhìn thấy bộ dạng của anh ta, không nhịn được bật cười thành tiếng. Thăng Khanh bực bội đưa tay chỉ vào đầu mũi cô, quay sang hỏi các thú nhân khác, trái cây hôm nay ai hái? Hoài Sứ, Chance. Thăng Khanh liếc nhìn Chance đang làm biếng một cái, cười lạnh một tiếng, cầm một quả trái cây rất chua đi về phía anh ta, chưa đợi anh ta kịp phản ứng, trực tiếp nhét vào miệng anh ta. Chance bị vị chua làm cho giật mình, chết tiệt, chắc chắn có một ngày nào đó, anh ta sẽ giết hết những thú nhân này. Tô Vũ lắc đầu, không quấy rầy các thú nhân làm việc nữa, đi đến phòng trà ngồi uống trà trái cây ngọt ngào, ăn thịt khô cay nồng, sống rất nhàn nhã. Dĩ nhiên, Tô Vũ có tính cách tích trữ đồ ăn cũng không nhàn rỗi ở nhà quá lâu, cô thỉnh thoảng cùng các thú nhân đi ra ngoài. Với sự phối hợp của họ, đã tích trữ được kha khá thú nhỏ mà cô thích ăn trong nhẫn chữ vật, còn bổ sung thêm nhiều thủy sản. Ngoài thịt, rau dại và quả dại cô cũng tích trữ không ít, không gian trong nhẫn chữ vật đã được chất đầy. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, hai con rắn nhỏ lột xác hai lần, lớn lên một chút, thời gian tỉnh táo cũng dài hơn, cũng không còn suốt ngày bám lấy Tô Vũ như trước, sẽ cùng các anh trai đi chơi. Chúng cũng không còn thể hiện dị năng nữa, mà giống như những con rắn nhỏ bình thường khác. Những con sói con và hổ con cũng có những thay đổi đáng kể. Ngoài cảnh khang ra, thân hình mũm mĩm của chúng trở nên thon dài hơn một chút, xương cốt trở nên cứng cáp hơn, thích chơi trò cắn xé, mài răng mài vuốt hơn. Tấm da thú Tô Vũ trải trong phòng trà nhỏ đã thay bao nhiêu lần rồi không nhớ nổi. Thậm chí cả ghế sofa của cô cũng không biết từ bao giờ bị đám trẻ con gặm mất một miếng. Cho đến khi mùa thu hoạch sắp kết thúc, Chance cũng không nhịn được nữa, định ra tay với Tô Vũ. Hắn định bắt cóc Tô Vũ, uy hiếp những thú nhân trong nhà, để bọn họ tranh thủ trước khi mùa thu hoạch kết thúc, lên đường đi đến thành phố người cá Nam Hải. Chỉ là hiện tại dị năng của hắn bị chuỗi xích phong ấn, không thể tự mình ra tay, chỉ có thể lén lút thả ra một bản thân khác tách ra từ cơ thể hắn. Hôm nay ở lại cùng Tô Vũ là Kỳ Bạch và Lam Ký. Kỳ Bạch sớm dẫn đám trẻ con đi chơi, không để chúng ở nhà làm phiền Tô Vũ. Thái Sơ dậy muộn, không đi cùng các anh trai. Tô Vũ ăn sáng, nó lười biếng treo trên giỏ nhỏ của Tiểu Lục, thỉnh thoảng vẫy đuôi, trông rất thoải mái thư thái. Tô Vũ cũng cảm thấy hôm nay thân thể rất mệt mỏi, lười biếng dựa vào ghế, thỉnh thoảng mới dùng muỗng múc súp. Mới uống được vài ngụm, Tô Vũ liếc thấy một vật thể màu đen. Cô vô thức nhìn về phía vật thể đó xuất hiện, liền nhìn thấy một con bạch tuộc nhỏ đáng yêu đang nhanh chóng tiến về phía Thái Sơ đang treo trên giỏ. Tô Vũ sắc mặt đại biến, không do dự đứng dậy chạy tới định đá con bạch tuộc ra. Nhưng chưa kịp đến gần, Thái Sơ đang treo trên giỏ bỗng nhiên biến mất, Tiểu Lục cũng lập tức thả ra dây leo, quấn lấy con bạch tuộc đang xông tới, thân cây bị rách một đường, trực tiếp nuốt chửng nó vào trong. Sắc mặt Tô Vũ đột biến, thất thanh gọi, "Thái Sơ!" Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau Tô Vũ, cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Thái Sơ đã biến mất xuất hiện trên bàn. Trái tim Tô Vũ đang treo lơ lửng lập tức rơi xuống, vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình của nó. Lam Ký ở trong bếp nghe thấy tiếng động cũng vội chạy ra, "Vũ Vũ, sao vậy?" Tô Vũ vừa bế Thái Sơ lên, nhìn nó, định mở miệng nói, "À." Cô chưa nói xong, hình dáng của cô và Thái Sơ đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lam Ký giật mình, hoảng hốt lao về phía Tô Vũ, nhưng lại một cái không trúng. "Vũ Vũ!" Chance đang quan sát, trong lòng đang mắng con bạch tuộc. "Cái quái gì thế? Con bạch tuộc hắn tách ra không có năng lực này mà." Lúc này, Tô Vũ cũng muốn hỏi tại sao.
Sao giây trước cô còn đang ở nhà, kiểm tra tình hình của Thái Sơ, giây sau, cô lại xuất hiện trên bãi biển mềm mại, màu vàng óng này. Bên cạnh cô, chỉ có Thái Sơ đang ở trong lòng bàn tay cô, cũng đang ngơ ngác. Thái Sơ nhanh chóng phản ứng lại, ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xung quanh, đuôi rắn quấn quanh ngón tay Tô Vũ, tạo ra tư thế bảo vệ. 250 cũng bị sự việc đột ngột này dọa sợ, vội vàng kiểm tra một chút, rồi chậm rãi mở miệng. Chủ nhân, có một tin tốt, một tin xấu, chủ nhân muốn nghe cái nào trước? Nghe thấy giọng của hệ thống, Tô Vũ cố gắng bình tĩnh lại, từ nhẫn chữ vật lấy ra một con dao găm mua từ cửa hàng hệ thống cầm trên tay, không chút do dự mở miệng. Tin tốt. 250 tin tốt là Thái Sơ đã thức tỉnh dị năng không gian đặc biệt truyền tống. Tin xấu là dị năng của nó mới thức tỉnh, vẫn chưa thể tự chủ điều khiển, trực tiếp đưa chủ nhân từ nhà đến bãi biển Nam Hải rồi. Tin xấu hơn nữa là chủ nhân đã mang thai. Tin xấu hơn nữa là khu vực con đang ở là nơi giao nhau giữa Nam Hải và trung tâm hoang dã. Đây là nơi thú lang thang xuất hiện thường xuyên nhất. 250, hệ thống nhắc nhở thân thiện, chủ nhân hãy mau chóng đưa con đi khỏi nơi này, nếu không sẽ có chuyện xấu xảy ra đó. Tô Vũ, giọng cô khẽ khàng, không phải con nói chỉ có một tin xấu thôi sao? Sao chỉ có một tin tốt mà tin xấu lại liên tiếp ập đến vậy chứ? 250, sao? Tô Vũ. Tô Vũ nghẹn ở trong lòng, khẽ thở dài, thôi được rồi, trước tiên hãy rời khỏi đây đã. Tình huống hiện tại ít nhất cũng tốt hơn lúc trước khi cô bị mù quáng mà bị người ta bắt cóc nhiều rồi. Hơn nữa trên người cô có dấu ấn của các thú nhân, Thời Vi và những người khác sẽ sớm tìm đến. Thêm nữa, cô và Tiểu Lục, Lam Ký đã ký kết khế ước, cô có thể triệu hồi họ đến bảo vệ mình trước. Cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc để Thái Sơ lại sử dụng năng lực truyền tống không gian đưa cô về. Nhưng mà Nhị Bách Ngũ đã nói, Thái Sơ mới thức tỉnh dị năng, hiện tại vẫn chưa ổn định, không thể sử dụng tốt. Nếu lại thực hiện truyền tống một lần nữa, trực tiếp đưa cô đến xào huyệt của thú lang thang, vậy thì chính là con cừu rơi vào miệng sói. Là loại con cừu tự cạo lông, rắc thêm thì là, an tâm nằm trên giá nướng ấy. Tô Vũ nghĩ vậy, nhanh chóng sử dụng khế ước, triệu hồi Tiểu Lục, tuy nhiên, không có gì xảy ra. Sắc mặt Tô Vũ dần trở nên nghiêm trọng, vẻ mặt khó coi hỏi hệ thống, khế ước dị năng đã vô hiệu hóa rồi sao? Tại sao Tiểu Lục và Lam Ký không thể triệu hồi đến? 250 tra cứu thông tin, mở miệng nói, khế ước dị năng không có vô hiệu hóa, là năng lượng ở khu vực này hơi đặc biệt, đã hạn chế khả năng khế ước của chủ nhân. Muốn triệu hồi họ đến, phải rời khỏi khu vực này trước. Tô Vũ trong lòng trùng xuống, không chần chừ nữa, cầm lấy dao găm, dẫn theo Thái Sơ đang căng cứng thân thể, vẻ mặt ngơ ngác, dưới sự hướng dẫn của hệ thống, đi về phía thành phố người cá Nam Hải. Bãi biển này rất rộng, ở phía trước không xa chính là biển cả mênh mông. Hệ thống đưa ra hai con đường đến thành phố người cá, con đường nhanh nhất là đi trên biển, nhưng hiện tại cô và Thái Sơ đều là những kẻ yếu đuối. Xuống biển chính là cho yêu thú trong biển làm bữa ăn nhẹ, chỉ có thể đi đường bộ vòng một chút. Môi trường xa lạ khiến Thái Sơ rất căng thẳng, nó sau khi nhận ra mình có thể đã gây ra rắc rối. Siết chặt ngón tay Tô Vũ, xi xi thè lưỡi ra, đôi mắt rắn to tròn trong suốt tràn đầy vẻ hối hận và tự trách. Không sao đâu, Thái Sơ cũng không cố ý đúng không? Tô Vũ dùng dao găm khó khăn chặt đứt những cây dây leo chắn đường, nhẹ giọng an ủi nó. Mẹ không trách Thái Sơ, ngược lại còn rất vui vì Thái Sơ có được một kỹ năng tự vệ mạnh mẽ như vậy. Đúng là mạnh mẽ mà. Có kỹ năng này, sau này Thái Sơ nếu đi săn gặp nguy hiểm hoặc gặp phải thú lang thang mạnh mẽ, không đánh lại, có thể trực tiếp chạy trốn. Chỉ là giá như dị năng truyền tống không gian này có thể truyền tống đến vị trí cố định thì tốt biết mấy. Tô Vũ tự an ủi bản thân nghĩ, như vậy sau này cô muốn đi đâu chơi, trực tiếp bảo Thái Sơ định điểm, truyền tống cô đến đó là được rồi. Dẫn Thái Sơ đi 3 tiếng đồng hồ, Tô Vũ đã mệt đến nỗi không còn sức nữa. Cô tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống, lấy nước từ nhẫn chữ vật ra ục ục uống một ngụm, lại rót một ít vào chén tre nhỏ cho Thái Sơ uống. Uống nước xong, Tô Vũ lấy đồ ăn không mùi quá mạnh ra chia sẻ với Thái Sơ. Cô trong lòng vô cùng may mắn, may mà trước đó nhàn rỗi ở nhà không có việc gì làm, đã làm đủ đồ ăn để trong nhẫn chữ vật, nếu không bây giờ cô còn phải tìm cách nhóm lửa nướng thịt. Lúc đó khói nướng thịt sẽ thu hút thú lang thang đến thì xong đời. Ăn uống no nê, Tô Vũ tiếp tục lên đường. Thái Sơ cũng không ngủ như trước, mà từ cổ tay Tô Vũ bò lên đầu cô, giúp cô cảnh giác xung quanh. Đi thêm 2 tiếng đồng hồ, Tô Vũ mới từ bãi cát mềm mại đến một vùng cỏ, phía trước là một khu rừng rậm. Vượt qua khu rừng rậm này, có thể đến thành phố người cá Nam Hải. Tô Vũ lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, lại thử triệu hồi Tiểu Lục và Lam Ký. Vẫn không có phản ứng. Lại nhìn trời đã hơi tối, trong rừng rậm truyền đến những tiếng động lạo xạo, cả tiếng gầm rú của dã thú và yêu thú, khiến Tô Vũ không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhất thời không dám đi vào rừng. Cô sợ mình không có đủ năng lực,
vào rừng rồi trở thành bữa ăn nhẹ cho yêu thú và dã thú. Thái Sơ nhận thấy sự sợ hãi trong lòng Tô Vũ, từ trên đầu cô bò xuống, dừng lại trên vai cô, ngẩng đầu lên dụi dụi vào cô. Mẹ! Một giọng nói xa lạ, giọng trẻ con, vô cùng non nớt vang lên bên tai cô. Đừng sợ! Tô Vũ sững sờ một chút, ngạc nhiên nhìn Thái Sơ. Thái Sơ, con biết nói rồi sao? Thái Sơ ngẩng đầu gật đầu. Sự vui mừng trong lòng Tô Vũ xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi, không nhịn được hôn Thái Sơ một cái. Thật là con ngoan của mẹ. Thái Sơ dùng đầu dụi dụi vào má cô, cho cô cảm giác an toàn. Tô Vũ hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên vài phần can đảm. Cô còn có con phải bảo vệ, không thể quá liều lĩnh. Thôi thì cứ ở đây một đêm, chờ trời sáng rồi vào rừng. Nghĩ vậy, Tô Vũ nhìn quanh, tinh mắt nhìn thấy dưới tảng đá lớn không xa hình thành một cái hang nhỏ hình tam giác tự nhiên. Mắt Tô Vũ sáng lên, vận dụng dị năng biến thành hình thú, trên đầu mang theo Thái Sơ, chạy về phía cái hang nhỏ, định dùng cái hang nhỏ này làm chỗ ở đêm nay. Cô vừa chạy được hai bước, liền nghe thấy tiếng động lạo xạo ở không xa, cùng với một giọng nam trong trẻo. Anh nói xem, chờ khi lão đại Tề Vạn hoàn thành giao dịch này, chúng ta có thể tìm một bộ lạc lớn để ở không? Còn có thể xin lão đại Tề Vạn một con cái để sinh con nữa. Hai chữ này quá quen thuộc, khiến Tô Vũ run lên, dừng bước chân lại. Tề Vạn, tên buôn bán thú nhân đã bán cô cho Túc Vũ. Trước đây cô còn ở bộ lạc Dực Hổ và Nam Thú Thành tìm hắn, định cho hắn một bài học, nhưng không tìm thấy, không ngờ hắn lại chạy đến Nam Hải. Tô Vũ nín thở, dưới sự che chở của ánh sáng yếu ớt, nấp vào hang nhỏ hình tam giác, dùng bàn chân thịt thịt đẩy Thái Sơ quá mức nổi bật trên đầu xuống, nhét vào bụng mềm mại của mình. Thái Sơ đột nhiên bị nhét vào bụng mẹ. Nó lặng lẽ thò đầu ra, định nói gì đó, nhưng bị Tô Vũ dùng bàn chân che miệng lại, ra hiệu im lặng. Thái Sơ mới yên lặng lại. Một lát sau, hai thú nhân cao lớn, thon thả, eo đeo váy da thú xuất hiện trong tầm mắt cô. Một trong hai thú nhân này Tô Vũ thấy rất quen. Đó chính là thuộc hạ của Tề Vạn, một thú nhân tên là Mạc Bác. Hắn đã ở đây, vậy thì Tề Vạn chắc chắn không chạy thoát được. Nghĩ đến Tiểu Lục và Lam Ký vẫn chưa có động tĩnh, cùng với khu rừng rậm đầy nguy hiểm, Tô Vũ trong lòng dần dần nảy sinh một ý định. Cô hỏi Nhị Bách Ngũ trong lòng, bây giờ ta có phải đã mở thêm một vị trí khế ước không? 250, đúng vậy. Tô Vũ nheo mắt lại, yên lặng chờ Mạc Bắc và thú nhân trẻ tuổi kia đi đến bờ biển bắt được mấy con yêu thú. Ướt sũng cầm yêu thú, vừa nói chuyện vừa đi về, mới mang theo Thái Sơ, nhẹ nhàng, cẩn thận đi theo phía sau. Cô vừa đi được hai bước, thú nhân đi cùng Mạc Bắc đột nhiên hít hít mũi, hỏi hắn, Mạc Bắc, anh có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá. Tô Vũ. Hắn lại hít hít mũi, nói, hình như là mùi của con cái. Tô Vũ nín thở không dám động đậy, trong lồng ngực trái tim đập thình thịch, tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cẩn thận lui từng bước một. Mạc Bắc tức giận đấm hắn một quyền, nói, lần này chúng ta mang theo nhiều con cái như vậy, mùi của con cái đương nhiên thơm rồi. Mau trở lại, nếu rời khỏi đội lâu quá, bị lão đại mắng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vừa dứt lời, Mạc Bắc liền nhanh chóng bước về phía nơi đóng trại. Thú nhân trẻ tuổi kia cũng nghĩ vậy, lần này bọn họ đã bí mật bắt được 10 con cái, mùi đương nhiên thơm, vội vàng tăng tốc theo kịp Mạc Bắc. Tô Vũ trong lòng cũng nhẹ nhõm, sợ bọn họ phát hiện, cô lấy ra từ nhẫn chữ vật một thùng hải sản đã được Nhậm Thanh chế biến, nín thở, cùng Thái Sơ lăn một vòng trong đó. Đảm bảo trên người cô và Thái Sơ đều có mùi tanh nồng của hải sản, không có mùi khác, mới cất thùng hải sản đi, tiếp tục nhẹ nhàng đi theo phía sau. Rất nhanh, Tô Vũ đến nơi bọn họ đóng trại. Nơi bọn họ đóng trại cách khu rừng không xa, vì trời tối, đã đốt lên 4-5 đống lửa cỡ trung bình. Tô Vũ nín thở, nấp sau một tảng đá, cùng Thái Sơ nhìn về phía trước. Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên đống lửa gần bãi biển nhất, bị trói lại hơn 10 con cái, vẻ ngoài của bọn họ đều rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất trẻ. Bọn họ dường như đã bị cho uống thuốc, dựa vào nhau, trông rất mệt mỏi. Đang canh giữ những con cái đó là 2-3 thú nhân trẻ tuổi, mạnh mẽ. Ánh mắt Tô Vũ hơi trầm xuống, những con cái này, sợ rằng là Tề Vạn trong thời gian này đã dùng đủ mọi cách lừa gạt hoặc bắt cóc từ các bộ lạc khác. Tên buôn thú này, đúng là đáng chết. Cô lại nhìn quanh, thấy bên đống lửa lớn nhất, đang ngồi một thân ảnh cao lớn mà cô rất quen thuộc. Đó chính là tên buôn thú Tề Vạn. Hiện tại khí thế của hắn lại càng thêm âm trầm hung ác. Thuộc hạ Mạc Bắc của hắn đang ngồi bên đống lửa, nướng hải sản cho hắn. Dưới sự che chở của màn đêm, Tô Vũ cẩn thận đến gần đống lửa của Tề Vạn. Cô vừa đến sau lưng Tề Vạn, liền nghe thấy Mạc Bắc hỏi, lão đại, giao dịch lần này, thật sự muốn làm với thú lang thang trung đại hoang sao? Nghe nói bọn họ tàn nhẫn lại xảo quyệt, bây giờ lại để chúng ta chờ cả nửa ngày, chẳng lẽ là muốn thừa cơ cướp hàng hóa của chúng ta sao? Hơn nữa, Mạc Bắc hạ giọng, những con cái yếu đuối này vô cùng quý giá, nếu đổi cho những nhân vật lớn, chúng ta còn có thể kiếm lời lớn,
cho thú lang thang thì không phải là lãng phí sao? Tô Vũ nghe vậy, đồng tử co rút lại, trong lòng lạnh lẽo đồng thời không nhịn được mắng chửi. Tên buôn thú này đúng là điên cuồng, lại muốn bán những con cái này cho thú lang thang. Những con cái rơi vào tay thú lang thang sẽ có kết cục gì, lúc ở bộ lạc Linh Dương Tô Vũ đã nhìn thấy rồi. Nếu những con cái trẻ tuổi này đều rơi vào tay thú lang thang, bọn họ tuyệt đối không sống nổi. Mắt Tô Vũ hơi trầm xuống, bò chậm rãi, bên tai nghe thấy giọng nói của Tề Vạn, cho những nhân vật lớn, đúng là có thể kiếm lời lớn, nhưng cho thú lang thang trung đại hoang, chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn, bởi vì giọng Tề Vạn trầm thấp, âm lãnh, bọn họ nguyện ý dùng 3 cây dị thực có thể kích hoạt dị năng thứ 2 để đổi. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Đồng tử Mạc Bắc co rút lại, suýt nữa thì thốt lên, dưới ánh mắt cảnh cáo của Tề Vạn, hắn mới cố gắng kìm nén sự kích động hạ giọng, lão đại, ngài nói thật chứ? Thú lang thang kia làm sao có được thứ tốt như vậy? Bọn họ có dị thực tốt như vậy, tại sao không giữ lại để tự dùng? Tô Vũ vẫn chậm rãi bò, trong lòng lại ghi nhớ 3 cây dị thực mà Tề Vạn nhắc đến. Thái Sơ ẩn thân trong bộ lông dày của Tô Vũ nhìn động tác của Tô Vũ, lại nhìn Tề Vạn không xa, đồng tử hơi nheo lại, đuôi nhanh chóng lóe lên một tia sáng nhỏ. Chắc là lấy được trong rừng yêu thú, bọn họ không dùng được. Tề Vạn thong thả ăn tôm, giọng nói lạnh lùng, trong cơ thể bọn họ tạp chất đã vượt quá giới hạn cân bằng, tạp chất không được loại bỏ, bọn họ sẽ không hấp thụ được năng lượng thuần khiết của dị thực. Cho dù hấp thụ được, cũng sẽ bị tạp chất đồng hóa ô nhiễm, không có tác dụng gì. Tề Vạn chưa nói xong, liền cảnh giác quay đầu lại quát, ai? Nhưng sau lưng hắn, trống không. Mạc Bắc bị động tác đột ngột của hắn dọa sợ, vừa định nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy một con cáo nhỏ màu đen rất đột ngột xuất hiện trên đầu Tề Vạn. Hắn kinh hô, lão đại, trên đầu ngài. Mắt Tề Vạn hung ác, giơ tay định bắt lấy thứ trên đầu. Tô Vũ đột nhiên bị truyền tống đến đây, sững sờ một chút, nhanh chóng tỉnh táo lại, trong lòng thầm nghĩ, khế ước. Giây tiếp theo, cô nhanh chóng thiết lập quan hệ khế ước với Tề Vạn. Không biết có phải vì cô mạnh hơn rồi hay không, cô rất rõ ràng cảm nhận được hiện tại linh hồn của Tề Vạn hoàn toàn bị cô khống chế. Tay Tề Vạn định bắt Tô Vũ cũng bị ép buộc dừng lại. Mạc Bắc thấy Tề Vạn dừng lại, trong lòng nóng nảy, vội vàng muốn bước lên giúp hắn kéo Tô Vũ xuống. Hắn vừa động, Tô Vũ liền mở miệng nói, bảo thuộc hạ của ngươi dừng lại, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Cảm nhận được sự đau đớn xé rách truyền đến từ linh hồn, sắc mặt Tề Vạn trở nên vô cùng khó coi, nghiến răng nói, dừng lại, đừng lại đây. Mạc Bắc không hiểu tại sao Tề Vạn lại bị một con cáo đen nhỏ bé như vậy khống chế, nhưng cũng không dám không nghe lời hắn mà đến gần, đứng tại chỗ lo lắng gọi hắn, lão đại. Sắc mặt Tề Vạn khó coi đến nỗi muốn chết. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, hắn căn bản không kịp phản ứng, người đã bị con cáo đen quỷ dị này khống chế. Điều khiến Tề Vạn cảm thấy sợ hãi nhất là, hiện tại hắn, cả thân thể và tinh thần đều hoàn toàn phục tùng con cáo nhỏ trên đầu. Đối với nó hoàn toàn không sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng, làm hại nó nào. Cảm giác bị người khác khống chế hoàn toàn này khiến sắc mặt Tề Vạn đen như đáy nổi. Thấy Mạc Bắc ngoan ngoãn đứng yên, Tô Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, chân tay mềm nhũn như một cục bột, nằm trên đầu Tề Vạn một lúc lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Tề Vạn cũng trầm giọng nói, ngươi là ai? Tô Vũ không trả lời hắn, mở miệng ra lệnh, quỳ xuống. Tề Vạn cứng đầu, thân thể cứng đờ tại chỗ, không muốn nghe lệnh Tô Vũ, nhưng đầu gối hắn lại không tự chủ được mà cong xuống. Rồi dưới ánh mắt trợn tròn của Mạc Bắc, quỳ xuống. Tề Vạn, mặt hắn xanh mét. Mạc Bắc một mặt mờ mịt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lão đại lại nghe lời con cáo đen nhỏ này như vậy? Chờ Tề Vạn quỳ xuống, Tô Vũ mới nhảy xuống từ đầu hắn. Tô Vũ do dự một chút, thận trọng không biến thành hình người trước mặt Tề Vạn. Cô không biết trong đội thương nhân của Tề Vạn có thú nhân nào nghe nói về tin tức khả năng sinh sản 9 sao khủng bố của cô hay không. Nhưng để đề phòng, trước khi thú nhân tìm đến, cô đều không định biến thành hình người. Tề Vạn nhìn con cáo đen nhỏ trước mặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô chấp hỏi cô, ngươi là ai? Tô Vũ bị hỏi đến phiền, hung dữ nói, ta là cha ngươi. Tề Vạn cau mày, cha. Tô Vũ, ê, con trai ngoan. Sắc mặt Tề Vạn lập tức đen lại. Cho dù Tề Vạn không hiểu tổ tông là gì, nhưng từ lời nói của Tô Vũ, hắn cũng biết đó không phải là lời hay ý đẹp. Trong lòng hắn nổi lên cơn giận dữ, nhưng lại không sinh ra một chút ý định muốn làm hại Tô Vũ nào. Trong lòng đối với con cáo đen nhỏ xuất hiện đột ngột này càng thêm cảnh giác và e dè. Sắc mặt cũng càng tệ hơn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng hắn đã đề phòng cả đời, lại bị một con cáo đen nhỏ yếu ớt như vậy làm cho thất bại. Tô Vũ cũng luôn cảnh giác quan sát phản ứng của Tề Vạn, thấy trên mặt hắn tuy có giận dữ, nhưng không có sát khí. Liền biết hắn đã hoàn toàn trở thành thú khế ước của mình. Trong thời gian khế ước với hắn tuyệt đối sẽ không làm hại mình. Bắt giặc phải bắt vua,
Chỉ cần khống chế Tề Vạn, những thú nhân trong đội thương nhân sẽ không làm hại mình. Mình cũng có thể dưới sự bảo vệ của Tề Vạn, an toàn đến thành phố người cá Nam Hải, chờ Thời Vi và những người khác tìm đến. Tô Vũ rất rõ ràng về năng lực của bản thân, dị năng cô thức tỉnh đều là loại hỗ trợ, thân thể lại yếu, chỉ dựa vào năng lực của mình. Tuyệt đối không thể nào mang theo Thái Sơ bình an vô sự vượt qua khu rừng rậm, đến thành phố người cá Nam Hải. Cho nên cô mới lên kế hoạch ra tay với Tề Vạn. Dù sao Tề Vạn cũng không phải là thú nhân tốt, khống chế hắn bảo vệ mình và Thái Sơ, cô không hề thấy tiếc nuối. Mà bác nhìn con cáo đen nhỏ kỳ quái đó, lại nhìn Tề Vạn, không nhịn được gãi đầu, cả con thú đều có chút ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta đói rồi. Tô Vũ ngồi xổm bên đống lửa, dùng vuốt chỉ vào những con mồi săn được nhưng chưa chế biến, ra lệnh cho Tề Vạn, ta muốn ăn thịt yêu thú, muốn phần thịt mềm nhất, ngươi đi làm cho ta. Lông trên người yêu thú phải xử lý sạch sẽ, thịt phải rửa sạch, phải nướng chín, làm cho ngon một chút. Mà bác nghe vậy, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói, mộng tưởng hão huyền, lão đại bình thường căn bản không làm những việc này, hắn làm sao có thể vì ngươi. Hắn chưa nói xong, liền nhìn thấy Tề Vạn mặt đen sì, ngoan ngoãn quay người cầm một con yêu thú cấp 3 đi về phía dòng suối không xa, thật sự ngồi xổm bên bờ suối cẩn thận xử lý con mồi. Mạc Bắc, mắt hắn tràn đầy kinh hãi. Lão đại, nếu ngài bị khống chế thì hãy chớp mắt đi. Bình thường ngài căn bản không đụng đến việc làm sạch con mồi. Thịt đều do ta nướng, bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạc Bắc đột ngột quay đầu nhìn con cáo đen nhỏ đang ngồi xổm bên đống lửa liếm vuốt, hơi tức giận chất vấn, ngươi đã làm gì với lão đại? Tô Vũ liếc hắn một cái, thận trọng lùi lại, rồi quay đầu gọi Tề Vạn. Tề Vạn mặt xanh mét, đi đến trực tiếp tát vào đầu Mạc Bắc một cái. Mạc Bắc ôm lấy đầu đang đau nhức, oan ức nhìn Tề Vạn, lão đại, ta là vì ngài mà. Tại sao lại đánh hắn? Sắc mặt xanh mét của Tề Vạn dịu đi một chút, hắn nhìn Tô Vũ sâu sắc, nói, sau này chuyện của ta và nó, ngươi không cần quản, quản tốt người trong đội là được. Mạc Bắc oan ức ồ một tiếng, thật sự không dám có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Nhưng khi Tề Vạn xử lý con mồi và nướng thịt, hắn vẫn sẽ đi giúp đỡ. Tiếng động vừa rồi cũng đã thu hút sự chú ý của không ít thú nhân trong đội thương nhân, chỉ là không có gây ra ầm ĩ nên không ai quản. Bọn họ rất rõ ràng, lão đại nhà họ không thích thuộc hạ quản chuyện của hắn. Rất nhanh, thịt nướng xong. Tô Vũ nhìn miếng thịt lớn bằng thân thể mình mà Tề Vạn đưa tới. Cắt nhỏ đi. Lớn như vậy, cô phải gặm đến bao giờ mới hết? Tề Vạn khinh thường cười một tiếng, làm bộ làm tịch. Nhưng động tác trên tay lại không chậm, lấy dao găm cắt thành kích thước vừa miệng cho cô. Tô Vũ không chê bai nữa, cúi đầu ăn rất tao nhã. Hiện tại cô đang mang thai, một người ăn không biết bao nhiêu đứa con, cô phải ăn thật nhiều, ăn thật no. Ăn uống no nê, Tô Vũ tránh mặt Mạc Bắc và Tề Vạn, lấy ra từ nhẫn chữ vật một ít cháo trứng nhỏ, đặt trên bàn chân thịt thịt cho Thái Sơ ăn. Chờ Thái Sơ ăn xong, mới bảo nó tiếp tục nấp trong lông của mình, rồi lạch bạch bò lên đầu Tề Vạn, nằm xuống. Trên trán Tề Vạn nổi gân xanh, nghiến răng hỏi cô, đêm nay ngươi muốn ngủ trên đầu ta. Tô Vũ, không được sao. Nơi an toàn nhất chính là trên người Tề Vạn, cô lại không thể nào nằm trong lòng hắn, chỉ có thể nằm trên đầu hắn. Tề Vạn định từ chối, nhưng lời nói đến bên miệng lại đột ngột đổi hướng. Được, sao lại không được? Tề Vạn, con cáo đen nhỏ này đúng là quỷ dị. Mà bác nhìn Tề Vạn, cũng không dám lên tiếng, tìm một chỗ nằm xuống. Tô Vũ khẽ hừ một tiếng, di chuyển thân thể tìm tư thế thoải mái nằm xuống, nhìn từ xa. Trông như trên đầu Tề Vạn đội một chiếc mũ màu đen vậy. Trước khi ngủ, Tô Vũ không nhịn được lo lắng cho Thời Vi và những người khác. Cô có thể tưởng tượng được, mình đột nhiên bị truyền tống đi, thú nhân của mình sẽ sụp đổ và điên cuồng đến mức nào. Đặc biệt là Lam Ký con thỏ kia. Trước khi truyền tống đi, cô đã nhìn thấy sự hoảng loạn và đôi mắt đỏ hoe trên mặt hắn. Tô Vũ không nhịn được sờ lên dấu ấn thú nhân mà thú nhân để lại trên người mình, lại thử triệu hồi Tiểu Lục và Lam Ký một lần nữa. Đoán chừng vẫn chưa đi ra khỏi khu vực năng lượng kỳ lạ đó. Vẫn không có động tĩnh gì. Cô mím môi, trong mắt có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tiếp tục mạnh mẽ lên, vuốt vuốt dấu ấn thú nhân trên người, trong lòng lẩm bẩm: Thời Vi, Thăng Khanh, Hoài Sứ, Nhậm Thanh, Lam Ký, Kỳ Bạch, Túc Vũ, các người đừng quá lo lắng, ta và Thái Sơ ở thành phố người cá Nam Hải, tạm thời không có nguy hiểm. Các người mau đến tìm ta đi, không có các người ở bên cạnh, ta hơi sợ. 250 nghe thấy Tô Vũ lẩm bẩm trong lòng, không nhịn được mở miệng: Chủ nhân, bọn họ không nghe thấy đâu. Thú nhân chỉ có thể cảm nhận được vị trí của dấu ấn thú nhân, lại không nghe thấy giọng nói của con cái. Tô Vũ, ta biết. Đây chỉ là sự an ủi bản thân mà thôi. Cũng là do con quá vô dụng, ngoài sinh con ra thì không làm được gì cả. Tô Vũ thở dài, 250, ta không oán không thù gì với con, sao lại phải đâm vào tim ta. Lẩm bẩm xong, Tô Vũ ôm Thái Sơ,
nằm trên đầu Tề Vạn ngủ thiếp đi. Đêm đó Tô Vũ ngủ không ngon giấc, dù có khế ước ràng buộc Tề Vạn, cô cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thần kinh luôn căng thẳng. Dấu ấn thú nhân trên người thỉnh thoảng phát ra năng lượng ôn hòa nuôi dưỡng thân thể cô, an ủi thần kinh căng thẳng của cô. Không biết có phải do mang thai hay không, vừa cảm nhận được năng lượng quen thuộc của thú nhân, nghĩ đến việc họ hiện tại không ở bên cạnh, cô không nhịn được nước mắt cứ thế rơi xuống. Cả đêm vất vả, dùng đủ mọi cách muốn thoát khỏi sự khống chế của Tô Vũ, ngược lại làm cho bản thân kiệt sức, đến sáng mới ngủ thiếp đi, sáng sớm đã bị mưa làm cho tỉnh giấc Tề Vạn. Hắn nghe thấy tiếng Tô Vũ đang khóc thút thít trên đầu, bất đắc dĩ lại tuyệt vọng lau đi mồ hôi trên trán bị nước mắt làm ướt, không nhịn được thở dài, mở miệng hỏi, tiểu tổ tông, con lại làm sao nữa rồi? Hắn đã để Tô Vũ làm loạn trên đầu mình rồi, cô còn có gì để khóc nữa chứ? Nên khóc phải là hắn mới đúng. Ta muốn đến thành phố người cá Nam Hải, ngươi hộ tống ta đi. Tô Vũ khóc thì khóc, nhưng cũng không quên mục đích của mình, nức nở nói. Tề Vạn vốn không định đi đến thành phố người cá Nam Hải, cau mày, vô thức từ chối. Không. Lời nói đến bên miệng lại đột nhiên đổi hướng. Không được cũng phải được, được, ta hộ tống ngươi đi. Tề Vạn. Hắn mặt đen sì, trầm giọng nói. Gửi ngươi đến thành phố người cá Nam Hải được, nhưng ta có điều kiện, khi ngươi bình an đến được thành phố người cá, lập tức giải trừ khống chế của ngươi đối với ta. Tô Vũ chớp mắt, đáp ứng, không thành vấn đề. Dù sao khi nào giải trừ cũng do cô quyết định, đến lúc đó, Thời Vi và những người khác hẳn cũng đuổi tới rồi, trực tiếp bảo họ giải quyết Tề Vạn là được. Đánh bại tên buôn thú, ai ai, ồ không, thú thú có trách nhiệm. Đến thành phố người cá Nam Hải, cũng có thể cầu cứu thành chủ ở đó, bảo hắn cứu những con cái bị Tề Vạn bắt giữ. Dựa vào sự quý giá của con cái, hắn nhất định sẽ rất vui lòng giúp đỡ. Thấy cô đã đáp ứng, Tề Vạn cũng không ngủ tiếp nữa, đứng dậy đá Mạc Bắc đang ngủ say một cái. Mau dậy, rửa mặt ăn cơm, đi thành phố người cá. Mạc Bắc đột nhiên bị đá tỉnh, một mặt ngơ ngác. Hả? Không đợi thú lang thang trung đại hoang nữa sao? Tề Vạn, không đợi nữa, bọn họ không thành thật. Mạc Bắc, lão đại, hôm qua ngài không nói như vậy. Mạc Bắc cũng không dám lên tiếng, đứng dậy gọi thú nhân trong đội thương nhân dậy. Bảo những con cái già hầu hạ những con cái ăn uống, đi vệ sinh. Tô Vũ sai khiến Tề Vạn đi tìm lá để súc miệng, dưới sự hầu hạ mặt đen sì của hắn, chăm chú rửa mặt đánh răng. Ăn xong thịt nướng, Tô Vũ lấy cớ đi vệ sinh, trốn vào bụi rậm rậm rạp cho Thái Sơ ăn. Thái Sơ lúc nãy thấy Tô Vũ khóc, cả con rắn đều vô cùng hối hận và tự trách, không nhịn được rụi rụi vào mặt cô, giọng nói nghẹn ngào, mẹ, con xin lỗi. Đều là tại nó, nếu nó không thức tỉnh dị năng này, mẹ cũng sẽ không bị nó đột nhiên truyền tống đến đây. Đứa nhỏ ngốc, nói xin lỗi cái gì chứ? Mẹ chưa từng trách con, lúc nãy cũng là giả khóc, cố ý lừa con thần lằn ngốc kia. Tô Vũ chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói. Thái Sơ nghe vậy, sững sờ, nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Thật sao? Thật thật, hơn nữa, hôm qua con đã giúp mẹ một việc lớn. Nếu không phải con, mẹ còn chưa có cơ hội sử dụng dị năng bẩm sinh nữa. Tô Vũ gật đầu, dỗ dành nó, con ngoan mau ăn đi. Ăn xong chúng ta mau chóng đi đến thành phố người cá gặp phụ thân con. Thái Sơ bị cô dỗ dành trong lòng thoải mái hơn một chút, ngoan ngoãn ăn hết cháo trứng mà Tô Vũ đưa cho. Lại để Tô Vũ dùng da thú sạch sẽ lau sạch thân thể, mới tiếp tục chui vào bộ lông dày của Tô Vũ nấp. Tô Vũ cũng từng nghĩ đến việc để Thái Sơ vào nhẫn chữ vật, nhưng Thái Sơ vốn dĩ đã vì đột nhiên truyền tống Tô Vũ đến nơi này mà cảm thấy áy náy. Nếu để nó một mình ở một nơi xa lạ và kín đáo, tâm lý chắc chắn sẽ có vấn đề. Cho nên Tô Vũ thà phiền phức một chút, mang con theo bên người, an ủi tâm trạng nó, chứ không muốn bỏ nó một mình ở đó. An ủi xong con, Tô Vũ mới giả vờ như vừa đi vệ sinh xong chạy ra khỏi bụi rậm, tiếp tục bò lên người Tề Vạn, ngồi trên đầu hắn dưới vẻ mặt xanh mét của hắn. Trời vừa sáng, bộ lông đen tuyền của Tô Vũ liền vô cùng nổi bật, thu hút sự chú ý của không ít thú nhân trong đội thương nhân. Ê, lão đại, con cáo đen nhỏ này là ở đâu ra vậy? Dám ngồi trên đầu ngài như vậy? Thú nhân trẻ tuổi hôm qua cùng Mạc Bắc đi đến bờ biển tò mò nhìn Tô Vũ, mở miệng trêu đùa. Tề Vạn mặt không biểu cảm nói, nhặt được trong rừng, bảo tất cả mọi người nhanh lên, đổi đường đi đến thành phố người cá. Thú nhân trẻ tuổi đáp lại một tiếng, tốc độ thu dọn đồ đạc nhanh hơn vài phần. Những con cái già đang chăm sóc những con cái nhìn Tô Vũ, ánh mắt lóe lên, nhưng không nói gì, vẫn cứ im lặng cho người ăn. Những con cái này đã bị bắt được mấy ngày rồi, từ lúc đầu khóc lóc dọa nạt, đến bây giờ tính tình đều đã bị mài mòn. Ngay cả làm loạn cũng không dám nữa, chỉ có thể ngây ngốc ăn, tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh của mình. Tô Vũ nhìn những con cái đó một cái, mím môi, tạm thời không hành động. Cô biết, trước khi con cái được giao dịch, Tề Vạn sẽ không để cho bọn họ gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu cô tùy tiện đi cứu người, bọn họ kích động chạy lung tung gặp nguy hiểm mới thực sự là con đường cùng. Rất nhanh, đồ đạc trên mặt đất đều thu dọn xong,
thú nhân đều biến thành hình thú, mang những hàng hóa cần giao dịch cùng với những con cái kia lên lưng. Tề Vạn mang theo Tô Vũ đi kiểm kê hàng hóa và số lượng người trong đội thương nhân, xác nhận không có vấn đề gì, liền lập tức xuất phát. Tuy nhiên, khi bọn họ sắp xuất phát, bốn con báo đen thân hình thon dài chạy từ trên bãi biển đến, mở miệng nói, đợi đã. Nghe thấy tiếng nói, thân thể Tô Vũ khựng lại, rồi trước mắt lóe lên, phía trước liền xuất hiện bốn con báo đen chặn đường. Đứng ở vị trí đầu tiên là một con báo đen bị mù một mắt, khí thế toàn thân rất mạnh, con mắt còn lại vô cùng đỏ tươi, bên trong tràn đầy sự lạnh lùng và tàn bạo. Ba con báo đen bao vây hai bên còn có mùi máu tanh rất nặng, đôi mắt đều đỏ tươi. Tô Vũ trong lòng trùng xuống. Đây là thú lang thang trung đại hoang. Con báo đen dẫn đầu nhìn những con cái đang ngồi trên lưng thú nhân, trong con mắt duy nhất lộ ra vẻ dâm tà, những người anh em khác của nó cũng thở gấp hơn vài phần. Nhiều con cái quá. Cả đời bọn họ cũng chưa từng thấy nhiều con cái như vậy. Nếu có thể được một con cái, giúp bọn họ giảm bớt tạp chất trong cơ thể, cho bọn họ sinh con đẻ cái, cuộc sống này sẽ càng tốt hơn. Con báo đen bị mù cười một tiếng, nói với Tề Vạn, xin lỗi Tề Vạn, hôm qua xử lý mấy con thú định xâm phạm anh em ta, đến muộn. Bây giờ, giao dịch của chúng ta có thể tiếp tục rồi. Nó không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lấy ra một gói da thú nhỏ, cắn gói hàng đặt trước mặt mình. Nói, bên trong là ba cây dị thực ta đã hứa, ta muốn dùng ba cây dị thực, đổi ba con cái của ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt những con cái trên lưng thú nhân lập tức trắng bệch như giấy, cầu xin nhìn Tề Vạn. Đây chính là thú lang thang tàn bạo và máu lạnh nhất. Bọn họ rơi vào tay bọn họ, còn có mạng sống sao? Tề Vạn trong lòng hơi động, vừa định đáp ứng, da đầu đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, khiến hắn không nhịn được hít một hơi lạnh. Không thể đáp ứng bọn chúng, vuốt sắc nhọn của Tô Vũ bấu chặt vào tóc Tề Vạn, ra lệnh, giết chết bọn chúng. Tô Vũ vừa động, lập tức thu hút sự chú ý của bốn con báo đen, một trong số đó cười lạnh một tiếng, âm hiểm nói, ngươi là cái thá gì, đây là giao dịch của chúng ta và Tề Vạn, không đến lượt ngươi lên tiếng. Con báo đen dẫn đầu nhìn ra điều gì đó, nó nhìn Tề Vạn nheo mắt lại, nói, Tề Vạn, đây là giao dịch chúng ta đã thương lượng trước đó, ngươi sẽ không nuốt lời chứ. Tề Vạn, hắn đương nhiên muốn làm, nhưng hiện tại mạng của hắn bị người khác nắm trong tay, hắn cũng không dám làm. Tề Vạn mặt không biểu cảm, thời gian giao dịch đã qua, giao dịch này bị hủy bỏ. Mắt con báo đen dẫn đầu lập tức trở nên vô cùng âm trầm, nó nhìn chằm chằm Tề Vạn một lúc, xác định hắn không phải đang nói đùa, liền giơ vuốt lên ấn xuống túi da thú. Nếu vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Nó gầm nhẹ trong cổ họng, ba con báo đen khác lập tức biến thành bóng đen, xông về phía sau lưng những thú nhân đang mang con cái, nó thì dùng chân đạp mạnh, trực tiếp tấn công Tề Vạn. Tề Vạn nhanh chóng phản công, vuốt của Tô Vũ bấu chặt vào tóc Tề Vạn, đề phòng mình bị ném xuống, không nhịn được lại triệu hồi Tiểu Lục và Lam Ký. Đột nhiên, Tô Vũ cảm thấy dấu ấn thú nhân mà Lam Ký để lại trên đùi mình đang nóng lên, trong lòng cô vui mừng. Dấu ấn thú nhân có phản ứng. Có phải Lam Ký có thể được triệu hồi đến rồi không? Tô Vũ dùng vuốt bấu chặt lấy tóc Tề Vạn, Thái Sơ siết chặt lấy vuốt của cô, mẹ con họ giống như những bông hoa nhỏ trắng bị gió mưa tàn phá, theo động tác của Tề Vạn mà bị vung vẩy lung tung. Chuyển động với tốc độ cao khiến hai mắt Tô Vũ dần dần trở nên mờ nhòe, không nhịn được nhắm mắt lại hét lớn, Lam Ký, cứu mạng à. Đồng thời, Lam Ký đang với tốc độ nhanh nhất chạy về phía Tô Vũ đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Vũ. Giọng nói này giống như tiếng thiên thần, khiến hắn lập tức dừng bước, giương tai lắng nghe, Kỳ Bạch bên cạnh thấy vậy hỏi, sao vậy, ngươi phát hiện ra cái gì? Ta nghe thấy rồi, ta nghe thấy giọng của Vũ Vũ rồi, nàng đang gọi ta cứu mạng. Lam Ký đau lòng muốn chết, mắt đỏ hoe kích động nói. Kỳ Bạch cau mày, nín thở lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì cả. Hoài Sứ đuổi tới nghe vậy hỏi hắn, có phải ngươi quá lo lắng nên nghe nhầm không? Lam Ký một mặt kích động, vừa định trả lời không, trên người lại đột nhiên tỏa ra một đạo hào quang vàng. Vào lúc này, Lam Ký cảm nhận được vị trí của Tô Vũ vô cùng rõ ràng, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, chỉ kịp nói với Kỳ Bạch và Hoài Sứ, ta cảm nhận được rồi, Vũ Vũ ở Nam Hải. Hắn chưa nói xong, giây tiếp theo, hào quang vàng đó đã mang hắn và Tiểu Lục biến mất tại chỗ. Thành phố người cá Nam Hải là thành phố người cá Nam Hải. Hoài Sứ một mặt kích động, nói, đi, chúng ta nhanh chóng đến thành phố người cá Nam Hải. Phía bên kia, trận chiến ở chỗ Tề Vạn cũng rơi vào bế tắc, bốn con báo đen này thực lực không cao lắm, chỉ ở cấp cao 6 sao. Nhưng sự phối hợp của chúng quá ăn ý, cộng thêm Tề Vạn và những thú nhân trong đội thương nhân còn phải chú ý đến những con cái không có sức phản kháng. Đề phòng chúng bắt cóc con cái, nhất thời thật sự không thể giết chết chúng. Tô Vũ không chịu nổi sự di chuyển tốc độ cao của hắn, tay bấu chặt lấy tóc hắn đang dần mất sức. Tô Vũ cắn răng, nhìn quanh, tầm mắt rơi vào bãi cát mềm mại, màu vàng óng ánh ở không xa, định lát nữa nhảy xuống đó.
có cát mềm đỡ, lực va chạm sẽ nhỏ hơn, vết thương cũng sẽ nhẹ hơn. Cô hít sâu một hơi, khẽ nói, con, bám chắc vào. Thái Sơ ngoan ngoãn dùng chóp đuôi rắn quấn chặt vuốt của Tô Vũ thêm một vòng. Tô Vũ nhắm chuẩn vị trí, khi Tề Vạn lại một lần nữa quay đầu tránh né đòn tấn công của báo đen. Cô buông tay ra, mượn lực tóc bị vung ra, co rúm người bị ném lên cao về phía bãi cát mềm mại đó. Lam Ký được truyền tống đến, mở mắt ra liền thấy cảnh tượng khiến hắn đau lòng, hắn gần như quên mất mình có dị năng. Với tốc độ nhanh nhất chạy tới, dùng thân mình làm đệm, đột ngột lao tới, ôm lấy bóng đen nhỏ bé rơi xuống từ trên không trung. Khi thân thể Lam Ký và Tô Vũ rơi xuống, Tiểu Lục đuổi tới đột nhiên dệt ra một tấm lưới dây leo lớn, đỡ lấy thân thể họ. Lam Ký không thèm kiểm tra thân thể mình và tình hình xung quanh, tay ôm Tô Vũ vẫn đang run rẩy, run giọng hỏi, Vũ Vũ, Vũ Vũ, ngươi không sao chứ, ngươi có bị thương ở đâu không? Tô Vũ có chút hoảng hốt mở mắt ra, khi nhìn thấy Lam Ký liền sững sờ một chút, rồi kích động giơ tay muốn ôm Lam Ký. Vừa giơ tay lên, liền phát hiện vuốt mình quá ngắn, căn bản không ôm được, nhưng cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của cô. Cô trực tiếp nhào vào lòng Lam Ký, tuyệt quá, cuối cùng cũng triệu hồi được ngươi rồi. Có Lam Ký ở đây, cô không cần phải sợ bị người khác làm hại nữa. Lam Ký đau lòng muốn chết, ôm chặt Tô Vũ, giọng nói vô cùng hối hận, xin lỗi, đều tại ta, nếu lúc đó ta cảnh giác hơn. Tô Vũ giơ vuốt che miệng hắn lại, trên khuôn mặt nhỏ đen xì vô cùng nghiêm túc, bây giờ không phải lúc tự trách, bây giờ điều quan trọng nhất là phải báo thù cho ta. Cô nói xong, quay đầu lại, vuốt nhỏ bé đột nhiên chỉ vào bốn con báo đen đang tấn công đội thương nhân, nói, Lam Ký, Tiểu Lục, bốn con báo đen đó bắt nạt ta. Khí thế vốn đã dịu lại vài phần vì tìm được Tô Vũ của Lam Ký đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cả con thỏ giống như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, khí thế sắc bén. Bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng che lên mắt và tai Tô Vũ, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, những kẻ bắt nạt Vũ Vũ đều đáng chết. Giây tiếp theo, những chiếc nón đất sắc bén đột nhiên từ dưới đất đâm ra, giống như có mắt vậy đâm vào bụng bốn con báo đen. Con báo đen đang giao chiến với Tề Vạn bị tấn công từ trước và sau, không thể nào thoát thân. Nón đất trực tiếp đâm xuyên bụng nó, trên mặt đất rơi xuống một vũng máu. Con báo đen đau đến nỗi mặt mày méo mó gào thét. Nó vừa kêu lên một tiếng, miệng liền bị Lam Ký bịt lại bằng một cục đất, rồi mặt đất nổi lên hai tảng đá lớn kẹp chặt nhau, gọn gàng dứt khoát kẹp con báo đen thành thịt vụn. Đại ca, ba con báo đen khác mắt đỏ lên, gầm lên giận dữ lao về phía Lam Ký, ta giết người. Lam Ký che mắt và tai Tô Vũ lại, mặt không biểu cảm dùng cùng một cách thức giải quyết ba con báo đen kia. Tiểu Lục không có cơ hội ra tay, kéo dài dây leo, trên thân dây leo rách toạc ra, dưới ánh mắt kinh hãi của Tề Vạn và những thú nhân trong đội thương nhân, nuốt chửng xác của bốn con báo đen. Mặt đất rung chuyển, vết máu còn lại bị đất đai che phủ. Nếu không phải trong không khí còn lưu lại mùi tanh nồng, căn bản không có thú nhân nào nhìn ra, vừa rồi ở đây, đã chết bốn thú nhân. Mắt Thái Sơ không bị che lại, nó nhìn thấy thủ đoạn của Lam Ký, ánh mắt vô cùng sáng ngời, trong lòng lại một lần nữa dâng lên dục vọng muốn có được sức mạnh mạnh mẽ hơn. Chỉ cần nó trở nên mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ mẹ. Tề Vạn đầy vẻ e dè nhìn Lam Ký. Con thú nhân này là từ đâu đến vậy? Sức mạnh làm sao lại mạnh như vậy? Hắn và con cáo đen bí ẩn kia có quan hệ gì? Lam Ký căn bản không để Tề Vạn vào mắt. Hắn cẩn thận rời tay đang che mắt và tai Tô Vũ ra, nhẹ nhàng nói, Vũ Vũ, đã giải quyết xong rồi. Tô Vũ chớp mắt, nhìn quanh, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của bốn con báo đen. Trong lòng thả lỏng, cả con cáo giống như một chiếc bánh, trực tiếp nằm trên người Lam Ký. Được rồi. Đúng rồi, Lam Ký, Thời Vi và những người khác thế nào rồi? Trước khi ngươi bị ta truyền tống đến đây, có để lại lời nhắn cho họ không? Lam Ký lắc đầu, lại gật đầu, nói, tình trạng của họ không tốt lắm, ngươi và Thái Sơ đột nhiên biến mất, chúng ta trong lòng lo lắng. Ta giao Nam Thú Thành cho ba thủ lĩnh bộ lạc lớn, rồi cùng nhau cảm nhận dấu ấn thú nhân của ngươi, mang theo con đi tìm theo vị trí của ngươi. Trước khi ta bị ngươi triệu hồi đến đây, ta đã để lại lời nhắn cho họ, bảo họ đến thành phố Người Cá Nam Hải tìm chúng ta. Vậy chúng ta cũng mau chóng xuất phát, đến thành phố Người Cá Nam Hải thôi. Tô Vũ một phát ngồi dậy, vội vàng nói, chúng ta đi theo đội thương nhân của Tề Vạn. Cô nói xong, dừng lại một chút, nhìn Tề Vạn đang kiểm tra thương vong, đến bên tai Lam Ký nói nhỏ, hắn là tên buôn thú. Bây giờ giữ lại mạng hắn, chờ hắn đưa chúng ta đến thành phố Người Cá Nam Hải, rồi bảo thành chủ bắt hắn lại. Lam Ký gật đầu, không có ý kiến phản đối với đề nghị của cô. Hắn cũng không hỏi Tô Vũ tại sao không biến trở lại hình người, cứ như vậy ôm cô, bàn tay dài thon thả, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Lúc đầu Tô Vũ còn nhịn được, sau đó hoàn toàn không khống chế được bản năng, thoải mái nằm trên tay hắn, để Lam Ký đi thương lượng với Tề Vạn.
Nhìn tận mắt Lam Ký giết chết 4 con báo đen 6 sao chỉ trong nháy mắt, khi hắn đến gần, toàn thân Tề Vạn căng cứng, trong lòng đầy vẻ e dè. Hắn liếc nhìn con cáo đen nhỏ đang nằm thoải mái trong lòng Lam Ký, mở miệng hỏi, ngươi và con cáo đen nhỏ kia có quan hệ gì? Ta là thú nhân của nàng, Lam Ký khách khí nói, trên đoạn đường đến thành phố người cá tiếp theo, ta sẽ cùng các ngươi đi, sẽ có một số việc cần phiền đến ngươi, mong ngươi chiếu cố. Nói xong, Lam Ký lấy ra một viên linh ngọc phẩm cấp 3 đưa cho Tề Vạn. Cho dù Tề Vạn là thú nhân tốt hay xấu, tiếp theo hắn và Vũ Vũ đều phải đi theo đội thương nhân của hắn. Trên đường có họ ở đó, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, thái độ này phải thể hiện ra trước. Thái độ tốt của Lam Ký khiến Tề Vạn thả lỏng đôi chút, khi nghe nói hắn là thú nhân của con cáo đen nhỏ, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi liên tục. Con cáo đen nhỏ này rốt cuộc là từ đâu đến? Sao lại có thú nhân mạnh mẽ như vậy ở bên cạnh? Hơn nữa, nếu thú nhân của nàng mạnh mẽ như vậy, sao nàng lại một mình lưu lạc ở nơi quỷ quái này? Còn dùng thủ đoạn khống chế hắn. Tề Vạn trong lòng nghĩ nhiều như vậy, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, mặt không biểu cảm nhận lấy linh ngọc của Lam Ký. Nói, được rồi, hiện tại không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi, càng sớm đến điểm nghỉ ngơi tiếp theo càng tốt. Lam Ký gật đầu, nói một tiếng phiền phức rồi, liền biến thành một con thỏ tai cụp đen trắng lông xù. Trên đầu đội con cáo đen nhỏ Tô Vũ và Thái Sơ, cùng đội thương nhân hùng hổ xuất phát đến thành phố người cá. Tiểu Lục cũng biến thành vòng tay, lại đeo trên người Tô Vũ. Trải qua chuyện này, Tiểu Lục chớt cũng không dám rời khỏi người Tô Vũ nữa. Đột nhiên biến mất gì đó, quá đáng sợ rồi. Có Lam Ký ở bên cạnh, tinh thần Tô Vũ mấy ngày nay luôn căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Cộng thêm kỹ thuật vuốt ve thỏ lông xù của Lam Ký vừa rồi, cô cứ như vậy chôn mình trong bộ lông xù của Lam Ký, ôm Thái Sơ ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc dậy, đội thương nhân của Tề Vạn đã dừng lại nghỉ ngơi. Lam Ký đã biến trở lại hình người, đang ôm cô chọn nguyên liệu làm bữa trưa. Nguyên liệu này là do Tề Vạn đưa tới. Sợ con cáo đen nhỏ, vị tổ tông này, thức dậy không vừa lòng, trực tiếp bóp nát linh hồn hắn. Cảm nhận được con cáo đen nhỏ đang ngủ say trong tay có động tĩnh, Lam Ký cúi đầu, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô, Vũ Vũ tỉnh rồi sao? Tô Vũ ôm Thái Sơ ngơ ngác nằm trong lòng hắn, lờ mờ ừ một tiếng. Lam Ký không quấy rầy cô, để cô tỉnh táo lại, tay còn lại lại vô cùng khéo léo xử lý nguyên liệu. Chờ Tô Vũ tỉnh táo lại, nhìn thấy Lam Ký một tay thao tác, trông có vẻ không tiện, thân thể nhỏ bé, mềm mại, lông xù của cô động đậy, nói, đặt ta xuống đi, ngươi như vậy không tiện. Lam Ký vốn định tiếp tục ôm cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tô Vũ, liền cẩn thận đặt cô xuống, hỏi cô, Vũ Vũ có muốn biến trở lại hình người không? Tô Vũ gật đầu, biến đi. Tình trạng hình người vẫn quen thuộc hơn, biến thành cáo đen nhỏ, mọi thứ xung quanh đối với cô đều phóng đại lên rất nhiều lần, vô cùng áp bức. Trước kia không biến là vì không có người bên cạnh nên không dám, bây giờ Lam Ký và Tiểu Lục đã tới, Tô Vũ cũng dám biến trở lại rồi. Lam Ký ôm Tô Vũ, đi đến sau một gốc cây lớn, mượn thân cây to lớn làm vật che chắn, tránh cho Tô Vũ biến trở lại hình người bị lộ. Tô Vũ nhanh chóng biến trở lại hình người, chuẩn bị mặc quần áo thì ngửi thấy mùi tanh của hải sản còn sót lại trên người, khiến cô nhíu mày khó chịu. Lam Ký đương nhiên cũng ngửi thấy, hắn bảo Tô Vũ lấy nước đã đun sôi từ nhẫn chữ vật ra tắm rửa, hắn sẽ canh chừng cho cô. Tô Vũ cũng không trì hoãn, nhanh chóng lấy ra thùng gỗ lớn và dụng cụ vệ sinh, bảo Lam Ký quay lưng lại, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Cô không phải làm bộ làm tịch, mà là mùi tanh quá nồng. Khi là cáo đen nhỏ thì có lông che đỡ còn tốt, hình người không có lông, da thịt dính dính, khiến cô vô cùng khó chịu. Tắm xong, Tô Vũ mặc quần áo, lại dùng da thú ướt lau sạch cho Thái Sơ, lau sạch chất lỏng tanh dính trên vảy của nó, rồi tiện tay đặt lên đầu. Xử lý xong tất cả, cô mới nói, Lam Ký, ta xong rồi. Lam Ký đang quay lưng lại với cô nhanh chóng quay người lại, thấy cô bình an đứng ở đó, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, giúp cô xử lý những vũng nước trên mặt đất, cất thùng nước vào nhẫn chữ vật, mới nắm tay Tô Vũ đi ra khỏi gốc cây. Tô Vũ vừa xuất hiện, thú nhân trong đội thương nhân liền chú ý đến. Những thú nhân được nhìn chằm chằm cô, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và say mê. Con cái này, quả là xinh đẹp. Tề Vạn lại cau mày nhìn Tô Vũ, hắn cảm thấy con cái này có vẻ quen quen. Hình như, đã gặp ở đâu rồi. Nhưng con cái xinh đẹp tuyệt thế như vậy, hắn gặp một lần sẽ không quên mới đúng. Tô Vũ hiện tại đã có rất nhiều thay đổi so với lần đầu tiên gặp Tề Vạn. Không chỉ thị lực hoàn toàn hồi phục, thời gian này được thú nhân chăm sóc chu đáo, dung mạo cũng dần dần trưởng thành, mất đi sự non nớt trước kia, trở nên quyến rũ hơn. Thân hình vốn gầy gò cũng dần trở nên đầy đặn, quyến rũ hơn. Hắn nhất thời không nhớ ra cô là ai cũng là chuyện bình thường. Đối với ánh mắt say mê của những thú nhân được này, Tô Vũ đã quen rồi. Không quen cũng phải quen, ánh mắt của thú nhân được ở Nam Thú Thành nhìn cô còn nóng bỏng hơn nhiều
sống sượng ép cô từ người hướng nội thành nửa người hướng ngoại. Lam Ký chú ý đến ánh mắt của họ, bước lên một bước che Tô Vũ ở phía sau, cảnh cáo nhìn họ một cái, những thú nhân đực kia liền thu lại ánh mắt. Xe mê cũng vô dụng, thú nhân đực bên cạnh con cái, bọn họ không thể nào cạnh tranh lại. Mà bác lại không nhịn được nhìn Tô Vũ thêm một cái, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, khiến trên mặt hắn không nhịn được đỏ lên một lớp phấn hồng. Con cái này, hắn rất thích. Cảnh cáo những thú nhân đực xong, Lam Ký tìm một tảng đá, mua gia thú của đội thương nhân trải lên tảng đá, mới đỡ Tô Vũ ngồi xuống. Tiếp theo, Tề Vạn và những thú nhân đực trong đội thương nhân thích Tô Vũ, liền chứng kiến sự chăm sóc chu đáo của Lam Ký dành cho cô. Thịt thú vốn chỉ cần nướng, hắn không làm, nhất định phải thái nhỏ, tại chỗ làm nồi đá xào. Không chỉ xào thịt, hắn còn đi tìm trái cây ở khu rừng gần đó, phối hợp cho Tô Vũ một món mặn một món chay. Làm xong thức ăn, hắn còn dùng dị năng làm cho thức ăn nguội, mới đưa đến bên cạnh Tô Vũ. Chờ cô ăn xong, lại đưa cho cô nước ấm đã đun sôi. Khi cô uống nước, Lam Ký cầm lấy bàn chân hơi lạnh của cô đặt vào lòng mình sưởi ấm. Mọi mặt đều chăm sóc rất tỉ mỉ. Tề Vạn và những thú nhân được trong đội thương nhân nhìn mãi, liền im lặng. Trong đầu bọn họ đồng thời hiện lên bốn chữ, kiêu kỳ, khó chiều. Bọn họ cũng không phải chưa từng tiếp xúc với con cái kiêu kỳ, nhưng kiêu kỳ khó chiều như Tô Vũ, quả thực là lần đầu tiên. Không, không đúng. Tề Vạn nheo mắt, hơi nghi ngờ nhìn Tô Vũ. Trước kia, hình như hắn đã gặp một con cái kiêu kỳ giống như cô. Con cái đó, có phải là cô không? Giây tiếp theo, Tề Vạn phủ nhận suy đoán trong lòng. Hắn nhớ rõ ánh mắt con cái đó không tốt lắm, ánh mắt con cái này lại rất tốt, tuyệt đối không phải cùng một con cái. Hơn nữa, nếu là cùng một con cái, lúc nãy đã sai khiến thú nhân của nàng giết chết hắn rồi, làm sao có thể còn để hắn sống? Tề Vạn nghĩ thầm, nhưng trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào không đúng. Chờ Tô Vũ và Thái Sơ ăn uống no nê, Lam Ký mới bắt đầu ăn, dọn dẹp phần thức ăn thừa của cô. Tô Vũ ôm Thái Sơ, dựa vào hắn nghỉ ngơi, nhẹ giọng hỏi thăm tình hình của các thú nhân. Lúc nãy tình thế quá khẩn cấp, cộng thêm nơi bọn họ đang ở là nơi giao nhau giữa Nam Hải và Trung Đại Hoang, Tô Vũ sợ giết chết bốn con báo đen kia sẽ dẫn đến nhiều thú lang thang hơn, nên không hỏi Lam Ký về tình hình của Thời Vi và những người khác. Bây giờ đã rời khỏi nơi nguy hiểm đó, cô đương nhiên phải hỏi một vài câu. Lam Ký cũng không giấu giếm, nắm tay cô từ từ nói, phát hiện ngươi biến mất, chúng ta đều rất lo lắng. Lúc đầu, chúng ta cho rằng là Cheslis đã ra tay với ngươi, liền đánh hắn một trận. Cheslis thề với Thượng Đế rằng, hắn lúc đầu chỉ muốn dùng xúc tu mực nhỏ khống chế ngươi, dùng ngươi để uy hiếp chúng ta, không hề có ý định truyền tống ngươi đi. Bản thân hắn cũng không có năng lực đó. Chúng ta mới tha cho hắn, miễn cưỡng bình tĩnh lại dựa vào dấu ấn thú nhân cảm nhận vị trí của ngươi. Nhưng lúc đầu ngươi ở quá xa chúng ta liền rời khỏi Nam Thú Thành chạy ra ngoài, tìm đến nơi dấu ấn thú nhân phản ứng mạnh nhất để chạy đến. Ta và Tiểu Lục chính là khi đang trên đường thì bị ngươi triệu hồi đến. Những thú nhân khác còn khá bình tĩnh, chỉ có Thăng Khanh sắp phát điên rồi. Con cái yêu quý và đứa con khó khăn lắm mới có biến mất, hắn suýt nữa thì mất khống chế giết chết Cheslis. Nếu không phải Túc Vũ hết sức ngăn cản hắn, sợ rằng trên đại hoang đã không còn Cheslis và cảnh càng nữa. Tô Vũ nghe vậy, trong lòng đau lòng, đợi gặp được các thú nhân, phải an ủi họ thật tốt. Đúng rồi, Vũ Vũ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lam Ký cau mày hỏi, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ tại sao Tô Vũ và Thái Sơ đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở nơi cách Nam Thú Thành xa như vậy. Tô Vũ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Thái Sơ trên cổ tay, nói là dị năng của Thái Sơ. Lúc đó nó muốn tránh xúc tu mực nhỏ của Cheslis, thức tỉnh dị năng truyền tống không gian, vì nó vừa mới thức tỉnh, chưa thể khống chế tốt, nên không khống chế được mà truyền tống ta và nó đi. Hiện tại cô lại vô cùng may mắn, may mà Thái Sơ đã truyền tống cô đi cùng, nếu không, chỉ có mình Thái Sơ biến mất, cô đoán chừng sẽ lo lắng muốn chết. Lam Ký. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn con rắn nhỏ màu xanh nhạt đang ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay Tô Vũ. Thái Sơ mở đôi mắt to tròn màu xanh nhạt, mang theo vài phần hối hận nhìn hắn. Một thỏ một rắn nhìn nhau không nói lời nào. Lam Ký không ngờ hung thủ lại là con rắn nhỏ Thái Sơ này. Hừm, đợi Thăng Khanh tìm đến, mong con rắn này sẽ phải chịu tội rồi. Tìm hiểu tình hình của nhau xong, đội thương nhân cũng nghỉ ngơi xong, thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục lên đường. Lam Ký vừa biến thành hình thú ngồi xổm xuống, Tô Vũ chuẩn bị leo lên, mà Bắc bẽn lẽn đi tới, hai má đỏ ửng, vô cùng e lệ nhìn Tô Vũ. Giọng nói khẽ khàng, vô cùng dịu dàng hỏi cô, kia, tiểu con cái, thú nhân của ngươi cõng ngươi một đường cũng mệt rồi đúng không? Có cần ta cõng ngươi đi không? Hình thú của ta là sói trắng, rất đẹp, lông cũng rất mềm. Những thú nhân đực có mặt ở đó đều bị giọng nói của hắn làm cho mặt đen xì. Tề Vạn không nhịn được, mặt đen xì đá hắn một cái, nói chuyện bình thường. Mà Bắc bị đá ngã vài bước về phía trước,
vẫn cứ nhìn Tô Vũ chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Tô Vũ cũng bị làm cho khó chịu, thân thể không nhịn được run lên, dứt khoát từ chối hắn. Không cần, thân thể thú nhân của ta không yếu như vậy. Mạc Bắc cúi đầu xuống, thất vọng nói, vậy thì thôi. Lam Ký khinh thường liếc Mạc Bắc một cái, cõng Tô Vũ lên lưng, chậm rãi lên đường. Mạc Bắc cảm nhận được sự lạnh nhạt của Tô Vũ cũng không rút lui, trên đường này hết lòng săn sóc cô, giống như Tô Vũ nhìn thấy đêm qua con thú nhân nóng này, hung dữ là giả. Tô Vũ hoàn toàn không có ý định dây dưa với Mạc Bắc, trực tiếp nói với hắn, ngươi từ bỏ đi, ta sẽ không nhận tên buôn thú làm thú nhân. Ở bộ lạc của ta, tên buôn thú, tội đáng chết vạn lần. Mạc Bắc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bị tổn thương, hắn mở miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, cúi tai buồn bã đi về phía Tề Vạn, không dây dưa với cô nữa. Tề Vạn nhìn thấy vẻ thất thần của hắn, quay đầu liếc Tô Vũ một cái, nói, ngươi thật sự thích nàng, anh em trong đội thương nhân chúng ta giúp ngươi cướp lấy. Hắn không thể làm hại Tô Vũ, nhưng ra tay với thú nhân của nàng thì không thành vấn đề. Mạc Bắc thật sự thích, hắn tìm cách hạ độc, độc chết con thỏ kia, rồi đẩy Mạc Bắc cho cô. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về con cái, thú nhân chết rồi, bọn họ sẽ không buồn, mà sẽ vui vẻ chào đón thú nhân tiếp theo. Hắn chắc chắn, đến lúc đó, Tô Vũ sẽ chấp nhận Mạc Bắc. Dù sao hắn vẫn còn sạch sẽ. Mạc Bắc trầm mặc một lát, lắc đầu, không cần. Bà của ta nói, thích một con cái, chính là làm cho nàng vui vẻ, ta không muốn nàng buồn rầu. Hơn nữa, Mạc Bắc thẹn thùng cười, giọng nàng từ chối ta cũng rất hay nghe. Tề Vạn, hắn tức chết mà không nói được gì, ngươi chẳng lẽ quên bài học của ta sao? Những con cái đó đều không phải là thứ tốt, bọn họ sẽ phụ bạc ngươi. Mạc Bắc, ta đương nhiên muốn nàng phụ bạc ta, nhưng hiện tại nàng còn chưa để mắt đến ta. Ta ngay cả cơ hội bị nàng phụ bạc cũng không có. Tề Vạn, hắn không nói được gì nữa. Hành trình tiếp theo bình yên vô sự, Tô Vũ và Lam Ký trong lòng dù đề phòng Tề Vạn, nhưng cũng không nhằm vào hắn. Tề Vạn trong lòng e dè thủ đoạn khống chế hắn của Tô Vũ, cũng không gây chuyện với họ. 5 ngày sau, Tô Vũ và những người khác ra khỏi khu rừng rậm, nhìn thấy xa xa hình dáng của thành phố người cá. Giống như Nam Thú Thành, thành phố người cá cũng được xây dựng bằng đá. Chỉ là so với sự thô sơ của Nam Thú Thành, thành phố người cá lại tinh tế hơn vài phần. Tề Vạn nhìn về phía thành phố người cá, trong lòng nhẹ nhõm, nhìn về phía Tô Vũ nói, phía trước thành đó, chính là thành phố người cá, bên cạnh ngươi có thú nhân rồi, ta đưa ngươi đến đây. Theo thỏa thuận, ngươi phải giải trừ khống chế đối với ta. Ngươi nghĩ đẹp thật đấy. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, ta và ngươi thỏa thuận là ngươi đưa ta đến thành phố người cá, ngươi hiện tại còn chưa đưa ta đến, lại muốn ta thực hiện thỏa thuận. Mặt mũi nào mà to thế? Từ khi buôn bán con cái, Tề Vạn chưa từng bị con cái mắng như vậy, huống chi, hiện tại hắn còn bị một con cái khống chế. Khiến mặt hắn càng ngày càng đen, muốn mắng Tô Vũ, nhưng miệng lại không nghe lời, cả con thú đều vặn vẹo. Lam Ký sắc mặt âm trầm nhìn Tề Vạn, đất dưới chân nhẹ nhàng chuyển động, trên mặt đất nổi lên vô số nón đất nhắm vào Tề Vạn. Chỉ cần Tô Vũ ra lệnh một tiếng, hắn sẽ đâm Tề Vạn thành tổ ong. Cảm nhận được bản thân bị phong tỏa hoàn toàn, Tề Vạn, người biết thời thế mới là thú nhân tài giỏi, hắn nhịn, hắn trừng mắt nhìn Lam Ký một cái, không dám nói gì, quay người ra hiệu cho đội thương nhân tiếp tục xuất phát. Tô Vũ tức giận lật mắt nhìn bóng lưng Tề Vạn, Lam Ký nhẹ nhàng ôm eo cô, hỏi, có muốn ta giết hắn không? Đến thành phố người cá rồi hãy nói. Tô Vũ suy nghĩ một chút, nói, trong đội thương nhân của hắn, còn có những con cái cần bán đi, chúng ta cần tạm thời giữ lại hắn và những thú nhân được trong đội thương nhân để bảo vệ những con cái đó. Chỉ có một mình Lam Ký, bây giờ còn cách thành phố người cá một đoạn đường, hắn không thể phân tâm bảo vệ nhiều con cái như vậy. Chỉ có thể tạm thời giữ lại mạng của Tề Vạn và những thú nhân được trong đội thương nhân. Tô Vũ mím môi, có chút lo lắng nói, hy vọng thành chủ thành phố người cá dễ tính, cũng hy vọng khi chúng ta đến, Thời Vi và những người khác cũng đã đến rồi. Đây là lần đầu tiên cô rời xa các thú nhân khác lâu như vậy, trong lòng không nhớ nhung là không thể nào. Lam Ký dịu dàng an ủi cô, yên tâm đi, tên buôn thú ở thành nào cũng bị người ta đuổi đánh, bọn họ chỉ cần vào thành phố người cá, sẽ không trốn thoát được. Dù sao, so với mua một con cái không cam lòng ở lại, các thành chủ càng thích con cái tự nguyện ở lại, kết đôi với thú nhân được trong thành. Như vậy mới có lợi cho sự đoàn kết giữa thú nhân được và cái trong thành. Tề Vạn cũng có chút lo lắng, hắn vào thành phố người cá thì không ra được. Hắn không phải thú lang thang, nhưng hắn cũng không phải là thú nhân tốt, còn là tên buôn thú. Thân phận này một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị giữ lại ở thành phố người cá. Nhưng hắn lại không thể chống lại mệnh lệnh của Tô Vũ, cũng không nghĩ ra cách nào tốt để thoát thân, chỉ có thể cứ bước từng bước một. Những con cái nghe Tề Vạn nói muốn vào thành phố người cá, trong lòng cũng nhẹ nhõm. So với thú lang thang hung ác tàn bạo, bọn họ vẫn càng thích thú nhân được người cá xinh đẹp.
trong lòng bọn họ biết ơn Tô Vũ, nếu không phải Tô Vũ xuất hiện, bọn họ đã bị Tề Vạn bán cho thú lang thang rồi, làm sao có cơ hội đến thành phố người cá. Nhưng đáng tiếc Tề Vạn đề phòng Tô Vũ cứu bọn họ ra, căn bản không cho bọn họ cơ hội đến gần Tô Vũ. Trên đường này, bọn họ không có cơ hội nói chuyện với cô. Chỉ có thể chờ thoát khỏi nguy hiểm, rồi tìm cơ hội cảm ơn cô. Đội thương nhân tiếp tục xuất phát. Tô Vũ như thường lệ ngồi trên lưng Lam Ký, nhẹ nhàng vuốt ve vảy trơn nhẵn của Thái Sơ. Lúc này, tiểu lục trên cổ tay cô đột nhiên yêu ê một tiếng, thân cây phồng lên, nhả ra hai cây xanh lục, có hai lá. Tô Vũ. Tô Vũ nhìn hai cây cỏ bốn lá đang run rẩy trên da thú, ngạc nhiên hỏi, ngươi sinh con rồi sao? Tiểu lục. Nó bất lực, đây không phải con của ta, là rơi ra từ bốn con báo đen đó, cũng là dị thực, có chút linh trí. Ăn chúng, hình như có thể tăng cường độ tinh khiết của dị năng. Tiểu lục nói xong, tách ra một cành nhỏ, nhẹ nhàng đẩy hai cây dị thực đang ôm nhau run rẩy đến trước mặt Tô Vũ, chủ nhân, hay là người ăn đi. Tăng cường độ tinh khiết của dị năng, sức mạnh mạnh hơn, nó sẽ không phải sợ Tô Vũ sau này một mình gặp nguy hiểm. Tô Vũ nhìn chất lỏng không rõ trên hai mầm non nó, trầm mặc. Không cần, ta ăn cũng không có tác dụng gì, hơn nữa ngươi không phải nói chúng có linh trí sao. Tô Vũ lấy ra một tấm da thú sạch sẽ từ nhẫn chữ vật lau cho hai mầm non này. Hai cây dị thực từ lúc đầu run run, đến cuối cùng được lau sạch sẽ, từ từ duỗi thẳng thân thể, hai chiếc lá thân thiết ôm lấy đầu ngón tay Tô Vũ, nhẹ nhàng cọ cọ. Tô Vũ nhìn thấy bộ dạng của chúng, thấy khá đáng yêu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lá của chúng. Dị thực sinh trưởng không dễ, vừa mới có linh trí lại không làm hại người, tạm thời giữ lại chúng đi. Tiểu lục gào một tiếng, nhìn hai cây dị thực đang làm nũng, lại nhìn Tô Vũ nhẹ nhàng vuốt ve lá của chúng, lập tức chua chát, chủ nhân, người chưa từng vuốt ve ta dịu dàng như vậy. Nó lặng lẽ tách ra một cành, vỗ mạnh hai cây dị thực đang làm nũng ra, nhét cành nhỏ của mình vào tay cô, chủ nhân, vuốt ve ta sở thích hơn chúng. Tô Vũ trong lòng thấy buồn cười, nhưng cũng không từ chối yêu cầu của nó, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây của nó, vuốt cho đến khi tiểu lục thoải mái. Hai cây dị thực bị tiểu lục quật bay không dám nói gì, bay từ trong bộ lông dày của Lam Ký ra, uất ức dán vào Tô Vũ, không nhúc nhích. Tô Vũ dùng một tay vuốt ve chúng, tò mò hỏi tiểu lục, loại dị thực đặc biệt này gọi là gì? Thần quang mộc, tiểu lục không khống chế được mà tách ra thêm nhiều cành, nói, nghe nói chúng là cây đầu tiên xuất hiện trên đại hoang, có năng lực nâng cao huyết mạch của thú nhân. Chúng hiện tại vẫn còn là thể chưa trưởng thành, nếu không bốn con báo đen kia cũng không bắt được chúng. Dị thực này thực sự rất quý hiếm, cũng không biết bốn con báo đen kia lấy được ở đâu. Tô Vũ nhớn mày, nghiêng đầu nhìn hai cây dị thực đang bám trên vai mình, trầm ngâm, nếu cô cho các thú nhân hoặc con của mình ăn, bọn họ có thể sẽ trở lại tổ tiên không? Ví dụ như Thăng Khanh hóa rắn thành rồng. Dường như cảm nhận được ý định trong lòng Tô Vũ, hai cây dị thực lại ôm nhau run rẩy. Một trong hai cây dị thực dường như nhìn thấy điều gì đó, vội vàng cuốn lấy người anh em của mình bay đến trên đầu Thái Sơ đang nằm lười biếng trên cổ tay Tô Vũ ngủ. Thái Sơ mở mắt ra, có chút ngơ ngác nhìn hai cây dị thực đột nhiên xuất hiện. Nó chưa kịp hỏi, liền bị tát một cái, ồ không, một cái lá. Thái Sơ, Tô Vũ, cô bị động tác đột ngột của hai cây dị thực làm cho giật mình, đang định kiểm tra tình hình của Thái Sơ, lại đột nhiên nhìn thấy một giọt nước xanh lục đột nhiên xuất hiện, nhập vào cơ thể nó. Sắc mặt Tô Vũ thay đổi, vội vàng nâng Thái Sơ lên kiểm tra. Thái Sơ, con cảm thấy thế nào? Thái Sơ một mặt ngơ ngác, vô thức cảm nhận kỹ thân thể mình, lắc đầu, giọng nói ngây thơ, không có cảm giác gì, chỉ là. Nó dùng đuôi rắn gãi đầu, đầu hơi ngứa. Tô Vũ kiểm tra kỹ đầu nó, vừa nhìn, liền phát hiện trên đầu Thái Sơ không biết lúc nào đã nổi lên hai cái u nhỏ. Rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ bỏ qua. Sắc mặt Tô Vũ lập tức trắng bệch. Cô có thể khẳng định, hai cái u nhỏ này mấy ngày trước chưa xuất hiện. Là sau khi hai cây dị thực cho Thái Sơ giọt nước xanh lục kia mới có. Đây là chuyện gì xảy ra? Thái Sơ bị trúng độc. Tô Vũ trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, cô thấy chúng mới có linh trí, lại không làm hại thú nhân nên đã tha mạng cho chúng, không phải để chúng làm hại con của mình. Cô mặt nghiêm túc, vươn tay bắt lấy hai cây dị thực, vừa định chất vấn chúng vừa rồi cho Thái Sơ thứ gì thì tiểu lục vội vàng lên tiếng. Đừng đừng, chủ nhân, người bình tĩnh, chúng không có ác ý. Chúng vừa rồi đang cho Thái Sơ bổ sung năng lượng, tăng cường dị năng của nó. Tô Vũ dừng tay lại, cau mày hỏi, thật sao? Nhưng con nào tăng cường dị năng lại làm cho đầu nổi hai cái u vậy chứ? Tiểu lục liên tục gật đầu cam đoan, thật thật, năng lượng lúc nãy đối với Thái Sơ không có hại gì, ngược lại còn rất tốt. Thần quang mộc đột nhiên ra tay cũng khiến tiểu lục giật mình, nếu không phải nó kịp thời nhận ra năng lượng trong chất lỏng đó vô cùng tinh khiết. Ngay cả không cần Tô Vũ ra tay, nó cũng sẽ nuốt chửng hai cây thần quang mộc chưa trưởng thành này. Tô Vũ nghe lời giải thích của tiểu lục, trong lòng thả lỏng đôi chút,
nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, tay đang nắm lấy thần quang mộc cũng buông ra. Hai mầm non này quả nhiên là ăn không nhớ đánh, còn tưởng Tô Vũ đang thân mật với chúng, cô buông tay, chúng lại càng muốn đến gần, giống như chó con cứ thế cọ cọ lên mu bàn tay cô. Rồi mới lơ lửng bay đến trên đầu Tô Vũ, không nhúc nhích nữa. Tô Vũ tâm trạng phức tạp, cũng không lấy chúng xuống, cứ để chúng ở trên đầu, cô thì dùng ngón tay vuốt ve toàn thân Thái Sơ. Sợ trên người Thái Sơ cũng mọc thêm hai cái u. Vuốt ve đến khi mặt Thái Sơ đỏ bừng, chờ Tô Vũ kiểm tra xong buông nó ra, nó cả con rắn cuộn tròn lại thành hình phân, nhét cả đầu vào trong thân mình, xấu hổ đến nỗi không nhúc nhích. Tô Vũ nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của nó, không nhịn được thấy buồn cười, tâm trạng căng thẳng cũng thư giãn rất nhiều. May mà, ngoài hai cái u trên đầu, trên người Thái Sơ không có gì khác thường, vảy rắn vô cùng trơn bóng. 250 lặng lẽ nhìn động tác của cô, không nhịn được mở miệng nhắc nhở, chủ nhân, có khả năng, con rắn nhỏ nhà người, sắp trở lại tổ tiên hóa rồng rồi đó. Không thể nào chứ, Tô Vũ sửng sốt nói, Tiểu Lục không phải nói rồi sao, phải ăn thần quang mộc mới có tác dụng tăng cường huyết mạch. Thái Sơ còn chưa ăn nó, lại còn bị tát một cái, đúng rồi, còn có giọt nước xanh lục kia. Là giọt nước đó, Tô Vũ lập tức phấn khích, kìm nén sự kích động hỏi. 250 không nói gì, chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc, cười. Nhìn biểu tượng cảm xúc của nó, Tô Vũ liền hiểu rồi, đúng là do giọt nước xanh lục kia. Điều đó có nghĩa là, đây mới là cách sử dụng đúng đắn thần quang mộc, chứ không phải ăn nó. Nếu là như vậy, nếu cô nuôi dưỡng tốt thần quang mộc, huyết mạch của cô, thú nhân và con cái, chẳng phải sẽ được nâng cao một bậc sao, đều có cơ hội trở lại tổ tiên. Tô Vũ nghĩ thầm, trên mặt nở nụ cười tươi tắn lấy một cây thần quang mộc đang nghỉ ngơi trên đầu mình xuống, ánh mắt nhìn chúng vô cùng yêu thương, đây chính là bảo bối. Quả nhiên, họa phúc song hành, người xưa không lừa ta. Nếu không có sự truyền tống ngoài ý muốn của Thái Sơ, cô thực sự không thể nào có được thần quang mộc. Đương nhiên, kiểu ngoài ý muốn này lần sau đừng có nữa. Có bảo bối thì tốt, cô sợ không có mạng để lấy. Thấy lá của cây thần quang mộc này hơi héo, Tô Vũ vội vàng lấy ra một viên linh ngọc cấp 1 từ nhẫn chữ vật cho nó. Hai chiếc lá của thần quang mộc giống như bàn tay ôm lấy viên linh ngọc, bắt đầu hấp thụ. Tô Vũ làm y chang như vậy, lấy cây thần quang mộc khác xuống, cho nó một viên linh ngọc. Đương nhiên, Tiểu Lục tên hay ghen này, cô cũng không bỏ qua. Hai cây thần quang mộc của các ngươi quá khó phân biệt, vậy đi, ta đặt tên cho các ngươi. Tô Vũ chỉ vào cây thần quang mộc trông hơi mũm mĩm hơn, nói, ngươi tên là Mộc Nhất, cây kia tên là Mộc Nhị. Mộc Nhất Mộc Nhị nhẹ nhàng động đậy lá cây, đáp lại Tô Vũ. Ba cây dị thực bắt đầu tu luyện, Tô Vũ không có việc gì làm, nhẹ nhàng chọc Thái Sơ đang cuộn tròn thành hình phân, dụ nó thò đầu ra, rồi nhẹ nhàng chọc vào hai cái u nhỏ trên đầu nó. Cảm giác nửa mềm nửa cứng, còn hơi nhọn. Nếu thực sự là trở lại tổ tiên hóa rồng, vậy ở đây sẽ mọc ra sừng rồng sao? Tô Vũ vô cùng tò mò. Thái Sơ bị Tô Vũ chọc rất thoải mái, chóp đuôi rắn nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Tô Vũ, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Tô Vũ cũng không nhịn được, chơi đùa với hai cái u nhỏ xong, nằm trên lưng lông xù của Lam Ký ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc dậy, Tô Vũ và đoàn người Tề Vạn đến được cổng thành phố người cá. Tô Vũ ngơ ngác nhìn bầu trời có những đám mây rực rỡ, tỉnh táo lại một chút, lại nhìn những vật nhỏ đeo trên người. Mộc Nhất Mộc Nhị vẫn đang ôm linh ngọc tiêu hóa, viên linh ngọc cấp 1 đã nhỏ đi một vòng. Thái Sơ vẫn đang ngủ, Tiểu Lục đã tỉnh rồi, đang buồn chán chơi dây leo của mình, dùng dây leo chơi trò chơi thắt dây. Tô Vũ vừa động, Lam Ký liền cảm nhận được, hắn hơi quay đầu lại, dịu dàng nói, Vũ Vũ, chúng ta đã đến thành phố người cá rồi, đang xếp hàng vào thành, phải đợi một lúc, nếu ngươi đói thì cứ lấy chút đồ ăn vặt ta chuẩn bị cho ngươi ăn tạm. Chờ vào thành rồi, ta lại làm cho ngươi những món ngon, được không? Tô Vũ nhẹ nhàng nói, được. Cô mượn lông thỏ của Lam Ký che chắn, lấy ra một chiếc cốc tre đựng nước ấm uống, vừa uống vừa tò mò nhìn về phía cổng thành đồ sộ phía trước. Nhìn một cái, lập tức sửng sốt. Trời ạ, trên bức tường thành này được khảm những viên đá quý đủ màu sắc, dưới tường thành còn trồng những cây giống như san hô, trông còn cao cấp hơn tường thành Nam Thú Thành nhiều. Xem xong tường thành, Tô Vũ lại nhìn những thú nhân được đang canh giữ cổng thành. Một lần nữa kinh ngạc, không trách những thú nhân biển đều rất ghét thú nhân được của người cá. Dung mạo tuấn tú, dáng người thẳng tắp, thân hình tràn đầy sức mạnh và hóc môn, chỉ cần đứng ở đó thôi, cũng có thể khiến những con cái không bước nổi nữa. Hơn nữa, thú nhân được người cá vừa có dung mạo và thân hình xinh đẹp, lại vừa có vẻ hoang dã mà thú nhân đất liền sở hữu. Những thú nhân biển khác căn bản không thể so sánh với họ. Chỉ là, so với sự táo bạo của thú nhân đất liền, thú nhân được người cá mặc khiêm tốn hơn một chút. Phần trên không mặc gì, đeo đủ loại trang sức, có chuỗi hạt dài làm bằng đá quý đủ màu sắc, có vòng tay làm bằng vỏ sò. Phần dưới mặc một chiếc quần màu vàng nhạt, chất liệu trông giống như tơ lụa,
vô cùng mang phong cách ngoại quốc. Tô Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy quần ở Đại Hoang, không nhịn được nhìn thêm vài lần, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của thú nhân được người cá đang canh giữ cổng thành. Bọn họ theo ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy con cái đang ngồi trên thỏ tai cụp, tò mò thò đầu ra nhìn về phía này, vô cùng xinh đẹp. Tô Vũ không phòng bị nhìn thẳng vào mắt bọn họ, cũng có chút ngượng ngùng, xin lỗi nở nụ cười với bọn họ, vội vàng rời ánh mắt đi. Cô vốn dĩ đã xinh đẹp, cười lên lại mềm mại, trông vô cùng ngoan ngoãn, lập tức chiếm được trái tim của mấy thú nhân được người cá đó. Một thú nhân được người cá trẻ tuổi lập tức bịt ngược lại, mặt đỏ bừng, đầy vẻ say mê. À, nàng cười với ta, nàng thích ta. Đừng nói bậy, nàng rõ ràng là cười với ta, nàng thích ta. Một thú nhân được người cá khác không nhịn được phản bác. Hai người đừng tự luyến, con cái nhỏ kia rõ ràng là cười với ta. Là với ta, Tô Vũ không biết nụ cười của mình đã gây ra tranh chấp giữa mấy thú nhân được người cá đó. Nếu cô biết, kiếp sau cô không bao giờ dám cười nữa. Những thú nhân phía trước đã vào thành, sắp đến lượt bọn họ rồi, Tề Vạn lại bắt đầu gây sự. Ta đã theo thỏa thuận đưa ngươi đến thành phố người cá rồi, giải trừ khống chế đối với ta. Càng đến gần thành phố người cá, mí mắt trái của Tề Vạn cứ giật giật, sự bất an trong lòng càng thêm nặng nề, luôn cảm thấy chỉ cần vào trong, sẽ xảy ra chuyện xấu. Vì vậy hắn kiềm chế tính tình, đợi những thú nhân đang xếp hàng phía trước chỉ còn 2-3 con, sắp đến lượt Tô Vũ, liền không kìm được tìm cô, bảo cô thực hiện lời hứa. Trực giác mách bảo hắn, thành phố người cá này, tuyệt đối không thể vào. Tô Vũ liếc hắn một cái, rồi chui vào trong bộ lông của Lam Ký, bảo vệ những đứa nhỏ trên người, hét lớn, có tên buôn thú, mau bắt chúng. Tề Vạn, cái quái gì vậy, ngươi thật gian xảo. Tề Vạn phòng bị kỹ càng, trước cũng không ngờ Tô Vũ lại dùng chiêu này, mặt đen xì chỉ vào cô, nói một câu tàn nhẫn rồi quay đầu bỏ chạy. Ngươi, được, ta nhớ ngươi rồi, ngươi chờ đấy. Không chỉ Tề Vạn chạy, những thú nhân được phản ứng nhanh trong đội thương nhân cũng sắc mặt đại biến, bỏ cả hàng hóa, bỏ chạy tán loạn. Những thú nhân được đang xếp hàng bên ngoài bị tiếng hét của Tô Vũ làm cho giật mình cũng phản ứng lại, vội vàng bước lên giúp bắt thú. Những con cái vốn đang ngồi trên lưng những thú nhân đã biến hình, để giảm trọng lượng, ngăn cản những thú nhân đuổi theo, trực tiếp ném mạnh những con cái đó về phía những thú nhân đang đuổi theo họ. Những con cái kêu lên một tiếng, khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi nhắm mắt lại. Sắc mặt Tô Vũ hơi thay đổi, vừa định gọi Tiểu Lục ra tay, một làn sóng nước xanh biếc từ trên trời giáng xuống, biến thành từng bọt nước, nhẹ nhàng bao bọc những con cái đó vào trong. Đồng thời Lam Ký dậm chân một cái, đất dưới chân như sóng biển cuộn trào, làm ngã vài thú nhân được trong đội thương nhân đang bỏ chạy. Thấy những con cái thoát hiểm, Tô Vũ trong lòng nhẹ nhõm, vội vàng thúc đẩy sức mạnh khế ước, định vị Tề Vạn đang muốn bỏ chạy tại chỗ. Những thú nhân được người cá canh giữ cổng thành cũng chạy tới, thú nhiều sức mạnh lớn, rất nhanh đã bắt được những thú nhân được trong đội thương nhân đang gây rối. Khi bị bắt, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một thú nhân được tính tình nóng nảy trừng mắt nhìn về phía Tô Vũ, mắng chửi, đồ chó má. Ngươi là đồ đê tiện, đội thương nhân chúng ta tốt bụng đưa các ngươi đến thành phố người cá, ngươi lại vong ân phụ nghĩa. Lão đại nói đúng, các ngươi những con cái này lòng dạ độc ác, không có con nào tốt à. Nó chưa nói hết câu, một tảng đá lớn bay tới, đập thẳng vào miệng nó, làm miệng nó đầy máu. Những thú nhân được khác thấy khuôn mặt nó đầy máu me, nôn ra những chiếc răng gãy, không nhịn được nhe răng trợn mắt, gì, răng này, chắc là gãy hết rồi. Lam Ký đã biến trở lại hình người, một tay ôm Tô Vũ, mặt đen xì, lạnh lùng nói, miệng này không muốn nữa, vậy thì đừng có nữa. Lời hắn vừa dứt, một giọng nói ôn nhu như ngọc từ hướng cổng thành truyền đến, lời con cái nhỏ này nói có đúng không, những người này đều là tên buồn thú sao. Tô Vũ đang ngoan ngoãn dựa vào lòng Lam Ký nghe thấy giọng nói này, tai hơi động đậy, hơi ngẩng đầu lên tò mò nhìn lại. Liền thấy từ trong cổng thành đi ra một chàng trai tóc sóng lớn màu xanh da trời, phần dưới mặc quần áo bằng vải lưới người cá màu xanh, phần trên trang trí đủ loại đồ trang sức đá quý, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, khí chất ôn nhu đi chân đất chậm rãi bước ra. Những người cá đang khống chế thú nhân được trong đội thương nhân thấy chàng trai, đặt tay lên ngực, hơi cúi người chào hắn, thành chủ. Tô Vũ nhướng mày, chàng trai này chính là thành chủ thành phố người cá. Thật trùng hợp, nếu có thể để lại ấn tượng trước mặt hắn, lấy được thiên quang thảo từ tay con cái của hắn hẳn là không khó. Chàng trai ừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng động đậy, những bọt nước đang bảo vệ những con cái nhẹ nhàng rơi xuống đất, bốp một tiếng vỡ ra, lộ ra những con cái bên trong. Hắn chỉ vào những thú nhân được trong đội thương nhân, lại hỏi những con cái một lần nữa. Một con cái tóc ngắn màu nâu mặt tái nhợt, gật đầu với chàng trai, nói, nàng nói đúng, những thú nhân được này đều là tên buôn thú. Nàng đầy vẻ căm hận, ta vốn là con cái bộ lạc Thạch Thanh, bọn họ đến bộ lạc chúng ta buôn bán, bộ lạc chúng ta nhiệt liệt chào đón bọn họ. Không ngờ bọn họ lại có ý đồ xấu, khi thú nhân được trong bộ lạc chúng ta đi săn, dùng thuốc mê chúng ta,
giấu chúng ta vào hàng hóa trộm đi. Chị gái ta, em gái ta, trên đường này đều bị bọn họ bán đi. Hơn nữa, những thú nhân đực mà bọn họ tìm đều là những thú nhân đực tính tình tàn bạo, u ám, chỉ vì bọn họ ghét con cái, không muốn cho con cái sống tốt. Một con cái lên tiếng, những con cái khác cũng không đợi được mà mở miệng, còn cả mẹ ta cũng bị bọn họ bán đi hu hu hu. Em gái ta chưa trưởng thành, cũng bị bọn họ bắt đi bán. Bọn họ là một đám súc sinh, còn muốn giao dịch với thú lang thang, bán chúng ta cho thú lang thang. Nếu không phải con cái tốt bụng này và thú nhân của nàng, chúng ta đã sớm chết trong tay thú lang thang rồi. Lời kể lể của những con cái khiến sắc mặt mỗi thú nhân được có mặt ở đây đều rất khó coi. Con cái đối với họ chính là tồn tại quý giá nhất trên đời. Huống hồ, trên đại hoang này tỷ lệ giữa thú nhân đực và cái đã đạt đến một chênh lệch khủng khiếp. Hiện tại còn rất nhiều thú nhân đực chưa được con cái để mắt đến làm thú nhân, bọn họ lại dám lén lút bắt con cái đi bán. Còn bán cho những thú nhân đực tính tình xấu xa, không biết trân trọng. Điều này khiến những thú nhân đực nhiều năm không có bạn đời, vẫn đang vất vả tìm kiếm con cái sao có thể không tức giận. Sắc mặt thành chủ thành phố người cá cũng vô cùng khó coi. Hiện tại trong thành phố người cá của hắn, con cái chỉ có hơn 100, thú nhân đực lại lên tới hơn 1.000, thậm chí sắp tới vạn rồi. Gần đây hắn vẫn đang lo lắng, làm thế nào để thu hút con cái từ những bộ lạc khác đến, những thú nhân đực đáng chết này lại dám lén lút bắt con cái đi bán. Sắc mặt Tề Vạn càng thêm xanh mét, hắn điên cuồng vận chuyển dị năng trong cơ thể, muốn phá vỡ sức mạnh kỳ lạ đang khống chế cơ thể hắn. Nhưng, bất luận hắn dùng bao nhiêu dị năng, đều không thể phá vỡ sức mạnh kỳ lạ đó. Hắn tuyệt vọng, uể oải nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hai chữ, xong rồi, bắt hết bọn họ vào ngục nước, xử lý sạch sẽ. Thành chủ thành phố người cá lạnh giọng nói. Những thú nhân được người cá đồng loạt đáp, vâng. Bọn họ dùng dị năng hệ nước, biến chúng thành từng cái lồng giam, giam những thú nhân được trong đội thương nhân lại, dẫn bọn họ vào thành phố người cá, đưa đến ngục nước. Khi bọn họ xử lý những thú nhân được trong đội thương nhân của Tề Vạn, những con cái đã hoàn hồn lẫn nhau dìu dắt đến trước mặt Lam Ký và Tô Vũ. Lam Ký hơi cảnh giác ôm Tô Vũ lùi lại, đề phòng trong đó có người có ý đồ xấu đột nhiên ra tay. Những con cái cũng có thể hiểu sự cảnh giác của Lam Ký đối với bọn họ, không đến quá gần, vô cùng biết ơn cúi người trước mặt họ, nghẹn ngào nói, cảm ơn, cảm ơn. Thời gian bị Tề Vạn bắt đi, bọn họ đều cho rằng mình sẽ đi theo con đường của những người chị em, cho rằng cả đời này đã xong rồi. Không ngờ, Tô Vũ đột nhiên xuất hiện, lại cứu bọn họ ra. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tất cả những con cái bọn họ. Vẫn bị Lam Ký ôm, Tô Vũ có chút ngượng ngùng, cô nhẹ nhàng vỗ tay hắn, bảo hắn đặt cô xuống. Rồi dịu dàng nói, không cần cảm ơn, chỉ cần là thú nhân có năng lực, nhìn thấy tên buôn thú, đều sẽ không đứng nhìn. Khổ cực của các người đã qua rồi, về sau hãy sống tốt. Những con cái rưng rưng nước mắt gật đầu, nhưng lại không rời khỏi bên cạnh Tô Vũ. Bây giờ bọn họ không dám tin ai, chỉ tin Tô Vũ đã cứu bọn họ. Tô Vũ có chút bất đắc dĩ, vừa định mở miệng nói chuyện, dấu ấn thú nhân trên người cô đột nhiên nóng lên. Cô bị nóng đến mức hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy dấu ấn thú nhân trên cổ tay cô đang phát sáng. Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng gầm rú khàn đặc của Túc Vũ, Vũ Vũ. Tô Vũ sửng sốt một chút, vô cùng vui mừng ngẩng đầu lên, liền thấy Túc Vũ như gió chạy tới chỗ cô, không để ý đến có nhiều người ở đây, ôm chặt lấy cô, toàn thân run rẩy. Ta cảm nhận được rồi. Ta cảm nhận được rồi. Đứa con của ta.